nhau như kỳ đó. Nhiều điều kiện. Nhiều điều kiện cản trở đó. Là mất một khoản tiền hơi bị lớn. Bên đây sẽ trả cho hai mươi mấy triệu. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Dạ. Mời bạn nữ. Rồi bây giờ hai bạn đã có mặt trên sân khấu rồi đó, giới thiệu đi bạn. Dạ, trước tiên thì em sao kính chào cho anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào quý vị khán giả có mặt tại trường quay. Chào bạn nữ kế bên và chào quý vị khán giả có mặt tại màn ảnh nhỏ. Em tên là Nguyễn Minh Quý, năm nay em 24 tuổi, quê ở Đồng Tháp. Đồng Tháp. Dạ. Dạ. Làm nghề gì Quý? Bây giờ thì em hiện đang kinh doanh tự do. Doanh bán gì? Dạ, em bán quán ăn, thức ăn nhanh. Thức ăn nhanh. Dạ. Rồi. Mời bạn nữ giới thiệu. Lời nói đầu tiên cho Tiên gửi lời chào tất cả các khán giả có mặt ngày hôm nay, và chào chị Cát Tường, em chào cho anh Quyền Linh ạ. Em xin tự giới thiệu, em họ tên đầy đủ là Trần Đặng Đầu Tiên. Mọi người có thể gọi em là Tiên Trần hoặc là Tiên Tiên thôi, đừng có gọi Đầu Tiên nha. Em sinh ra và lớn lên tại Long An. Hiện tại em đang công tác và làm việc kinh doanh thời trang ở tại Tân Phú. Em năm nay là 25 tuổi. Dạ. Bạn trai bên kia 24 tuổi đúng không? Dạ. Lớn hơn tuổi chịu không em? Em không quan trọng đâu chị. Em có quan trọng vấn đề tuổi tác gì? Dạ không ạ. Được, miễn sao là hợp là được. Miễn sao hợp là được. Vậy dạ. Tốt quá. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì Tiên Tiên? Điểm mạnh của em thì là em nấu ăn ok. Rồi về nói chung là lanh lẹ, kinh doanh giỏi, giao tiếp tốt. Về khuyết điểm của em thì em có 3 khuyết điểm lớn nhất. Đó là hơi khó tính. Nói chung là em cảm nhận là em không có hay, em khó tính, nhưng mà tại sao ai cũng phán em là khó tính hết á. Nhất là thằng em út em ở gia đình á, mà hôm nay là nó biết em đi quay chương trình này nè, cái nó phán một câu thôi, không có ai chịu nổi bà đâu, bà đừng có đi chi tội nghiệp đời con người ta bà ơi. Về cái điểm thứ hai của em đó là em về nóng, hơi nóng tính chút xíu, có nghĩa là khi mà ai mà nói chuyện nào mà không có hợp, mà dụ như là không có vừa ý á, thì em có thể là em nói thẳng, em nói thẳng và nói chung là em hơi bị nóng. Và một cái khuyết điểm thứ ba đó là em hay quên những cái việc lặt vặt nhỏ nhỏ. Rồi chàng trai sao? Dạ em thì ưu điểm của em là em kinh doanh thức ăn nhanh mà, nên em nấu ăn cũng tương đối là chuẩn. Ưu điểm thì em cũng dễ, rất là dễ hòa đồng. Nói chung là thích giao du với bạn bè, mở lòng với mọi người. Còn cái khuyết điểm thì em hơi thẳng tính. Em cũng coi là tính em thì cũng hơi nóng giống như bạn nữ, nên cũng gần như giống tính bạn nữ vậy đó. Em mà em cảm thấy nóng nóng sao tôn trọng được thì còn giữ mối quan hệ, còn không thì chơi thẳng luôn. Trời ơi. Nguy hiểm quá. Tình trường sao nè? Dạ em thì trải qua 2 mối tình rồi. Còn mối tình mới đây thì do cũng nhiều điều kiện nên là hai người không đến được với nhau. Gì kỳ vậy? Nhiều điều kiện. Nhiều điều kiện mà không đến được với nhau. Nhiều điều kiện cản trở anh. Cái đó sao gọi là điều kiện? Trời ơi trời. Điều kiện là cái gì tốt mới tao gọi là điều kiện. Như gia đình thì cũng không có gọi là vui vẻ với nhau cho lắm, nên là em cảm thấy dừng lại. Tại em là em rất là nghiêm túc với tất cả các mối quan hệ. Khi mà em muốn tìm đối tượng là em xác định sẽ cưới, tiến tới hôn nhân, mối tình xây dựng hạnh phúc. Dạ hơn 1 năm. Rồi bạn gái thì sao? Mình dạ về tình trường của em thì em trải qua 4 mối tình, nhưng mà sau này là cũng nghỉ yêu lâu lắm rồi. Tại vì cái mối tình đó thì khiến em nhớ nhất và ấn tượng nhất là làm em là mất niềm tin. Tại vì em bị gọi là bị lừa gạt, là mất một khoản tiền hơi bị lớn. Mà em ngộ lắm, ai mượn tiền em làm ghi sổ kỹ hết. Bất kỳ là người yêu hay là chồng hay là ba mẹ, ai mượn em làm ghi sổ kỹ hết. Là em ghi tới khoảng lúc đó là nó cũng tới hàng 20 mấy. Dạ 20 mấy, lúc đó là 20 mấy triệu á. Rồi xong rồi sau đó rồi tự nhiên ảnh về quê lấy vợ. Trời đất ơi. Nói chung là mượn là nguyên nhân là cá độ cá banh. Trời đất. Cá độ cá banh rồi xong sau đó là mất niềm tin luôn. Rồi đầu hoài không trả thôi, em coi như là bài học kinh nghiệm của mình. Thôi bỏ qua đi em. Dạ. Có gì đâu đó. Gì cái người vậy mà em phải mất niềm tin. Còn rất nhiều người đàn ông tốt. Yên tâm anh ở đây sẽ trả cho em 20 mấy triệu. Rồi bây giờ mà em muốn mẫu người bạn trai như thế nào nè? Dạ mẫu người bạn trai của em thì về ngoại hình thì không, nói chung là em không quan trọng lắm, nhìn được là ok. Ví dụ như cao hơn em tí xíu thì khoảng 1m65 trở lên. Rồi bên kia cao nhiêu? Có em 1m69 luôn chị. Rồi được rồi, gì nữa không? Trọng về tính cách, nói chung là
nói nhiều nhưng mà nói đúng, nói thông minh, chứ không phải là nói nổ hay là nói chuyện trên trời dưới đất. Em ghét cái dạng người vậy lắm. Bạn trai, em muốn tìm người bạn gái như thế nào? Cái mẫu người của em tìm thì ngoại hình cũng ưa nhìn chút xíu, nói chung tương đối là cũng phải cũng cao ráo, cũng vừa tầm với em. Rồi. Với lại tính tình thì cũng thẳng tính. Thẳng quá gì gây lộn không sao anh? Cái chuyện gây lộn là cái chuyện để mình xây dựng cái hạnh phúc hơn thôi. Chứ yeah, không phải cái gây lộn phải gây đúng. Ồ, bình thường anh gây lộn anh nói nữa hay là anh im lặng? Tùy vào cái mình nhận được cái đó là lỗi của thuộc về ai thì mình có thể nhường nhịn, tại mình đàn ông mình bao dung hơn. Cái chuyện mình nhường nhịn phụ nữ là chuyện quá bình thường, tại phụ nữ là để yêu thương mà. Chưa hơi thả thính rồi. Rồi đi qua coi mặt ha. Bây giờ có mẫu người lý tưởng mình như thế nào không? Dạ. Yeah. Hạnh phúc của em phụ thuộc vào chị. Hả? Okay. Mà em có kỵ cái gì á người đàn ông không? Đừng mập quá. Đừng mập quá. Dạ đừng bụng bự. Đừng bụng bự. Không, ở đây chơi thể thao nhưng mà bụng vẫn hơi to, sao không biết làm sao đây. Mà em ôm được là được rồi hả? Đừng bự quá, ôm rồi, hết. Rồi để tôi coi. Đây cũng được. Gồng chứ. Không có gồng vậy, không bình thường mà. Đứng đứng lên coi cao không? Thôi cũng được, làm gì quất bộ đồ đen thù lùi vậy ha. Thôi được rồi. Công việc làm ổn định hả em? Dạ, tại vì em đang kinh doanh tự do thì ngày nào em cũng bán hết, là chưa tương đối ổn định. Hồi xưa em học cái gì? Dạ, em học là quản lý đất đai. À. Bây giờ về quản lý quán nhậu. Có nhậu dữ không? Nói chung là em cũng thích bạn nữ, em biết nhậu một tí. Để nhiều khi buồn buồn hai đứa lôi ra nhậu cũng được. Trời ơi, có nhậu không cưng? Dạ, em không biết nhậu ít. Nhậu nhiều thì được. Được. Xã giao thôi, không cần nhậu nhiều. Yên tâm đi anh nhậu thì em không nhậu, em chở anh về. Đó giờ em chở người ta, còn đi với bạn bè là bạn bè nhậu xỉn là em chở người ta về không anh? Rồi, thôi vậy tốt. Bây giờ mình có đặt ra ba mẹ ở nhà có tiêu chí gì không? Dạ, tại vì mẹ em á thì cũng là một tiếp người phụ nữ cũng tương đối là hiện đại. Nên là mẹ em chỉ cần là hoạt bát, lanh lợi, biết gọi là nói giao tiếp lại với người trong họ hàng rồi này nọ. Chứ không thích người nào mà rụt rè quá, tại bạn gái em trước thì cũng hơi rụt rè. Rồi bây giờ nếu hai bạn lấy nhau thì mình sẽ sinh sống ở đâu? Cái ý của em á thì khi mà em có một số tiền em sẽ về quê em mua đất, em xây nhà nhỏ em ở. Còn bây giờ thì em vẫn kinh doanh lập nghiệp ở Sài Gòn. Anh dự định á là đi về quê, bây giờ mình lập nghiệp ở đây. Mình lập nghiệp ở đây một thời gian, khi nào ổn định cuộc sống rồi đó, mình về quê dưỡng già, được không? Dạ thì cái đó về quê em cũng có ý nghĩ đó. Nói chung là về quê cũng phải là độ tuổi lớn lớn mới về chứ, mới đây về sớm nha. Dạ, anh chờ anh lên. Làm dễ sợ. Làm lắm. Nhưng mà hai người này anh thấy đầu tiên là hợp với nhau đó. Nói chuyện là cũng ok lắm á. Dạ. Nhưng vấn đề chỗ là nếu mà hai người nói hết gì là về ai? Dạ em sợ không có ai nghe đây nè. Có ai nhường nhịn ai không? Em có nhường chồng không? Dạ không, em thương là em nhường dữ lắm. Nói chung là em sẽ lắng nghe. Còn dụ như mà nói mà không lọt tai rồi thôi là kêu em im, không bao giờ em im đâu. Rồi thôi thế được, anh thấy hai người cũng có điểm chung chung rồi đó. Bây giờ quan trọng là gặp mặt nhau thôi. Hôm nay em có đi với người thân không nè? Dạ có ạ. À. Dạ em đi với lại bạn em. Em chào quý vị khán giả, em chào chị Cát Tường xinh đẹp và chào em. Chú Hiền Linh. À, dạ. Thì nói về bạn của em á, chia sẻ một chút thì bọn em chơi với nhau cũng hơn cả chục năm rồi. Thì hôm nay là em thấy Tiên cũng khá là kiềm chế á. Nhìn hiền thục nết na thùy mị vậy thôi, nhưng mà bên ngoài thì thật sự cũng không phải là giống như người ta lắm. Kiểu cũng rất là lầy. Với lại, rồi. Nhiều khi cũng sạm đế lắm á. Nhưng mà anh yên tâm, đây là rất là dễ thương. Cái mà Tiên sợ nhất trong cái người đàn ông á, em theo em được biết á, chính là Tiên sợ cái người đàn ông lấy mất đi cái tự do của mình, lấy mất đi cái đam mê của mình đối với thời trang. Thì em thấy anh là người làm về cũng là kinh doanh, cho nên em nghĩ là hai người hợp với nhau về khoảng đó, có thể tôn trọng nhau những cái về cái ngành nghề của mình. Thì em hy vọng là hai người sẽ cho nhau một cơ hội để mà tụi em bạn bè đây ở đây còn có cơ hội ăn đám cưới Tiên. Rồi Tiên gọi đi ăn đám cưới người ta không ạ? Cảm ơn chương trình. Được. Anh đi với ai? Dạ hôm nay em tới đây với mẹ em và chị của em. Dạ chào cô. Mình là bà mẹ của Minh Quý. Con trai mình thì mình cũng tự tin là giống gia đình mình là không có cờ bạc là như thế nào. Thì mình thấy con bé này cũng dễ thương, nhưng mà nó có nhiều cái tính giống mẹ bà chị lắm. Dạ. Nhưng là thẳng thắn, vui vẻ và cái gì mà phải tôn trọng người lớn. Cô chọn thì cô rất đồng ý là mẫu người như vậy, cô hài lòng. Hai đứa nên tìm hiểu, cũng hồi đó cô cũng có yêu. Dạ. Nhưng mối tình đầu của cô giờ cô ngủ cô nằm mơ cô thấy nữa. Vậy hả cô? Trời.
cô thì không có kén lựa gì, nhưng mà quyết định là do cô. Nhưng mà hôm nay cô quyết định chắc con trai cô cũng không không từ chối được đâu. Dạ, trời ơi, hay quá. Chào bác đi em. Dạ, chào bác. Quyết định là xong rồi ha. Rồi, kéo màn lên đi. Rồi, mời hai bạn. Nãy ở nhà thì có chuẩn bị hoa khác rồi, nhưng mà đi dọc đường quên rồi, mua cái bó hoa khác tặng cho. Dạ, cảm ơn. Lần đầu tiên gặp mặt đó, cảm nhận về nhau thế nào đi? Nhỏ nhỏ hơn nhưng mà kêu anh đi nha. Dạ. Tại vì hồi nãy nghe bạn nói là cũng không thích người mập hay là bụng bự lắm, mà dáng gì có được hay không. À, về em bắt đi tập gym anh. Không, bắt đi tập gym mỗi sáng dậy sớm thì đi tập với em. Tốt okay, mà. Cái đó thì ok, cũng đang muốn đi tập gym mà tìm người đi chung mà đi không có. Dạ. Tại đi mình thì cũng hơi ngại. Em mỗi buổi sáng em đều tập hết. À, cảm nhận như anh lần đầu tiên gặp em thì sao? Thì nói chung là cũng giống như là trong suy nghĩ nãy giờ, là một người phụ nữ cũng cao ráo, ok, nói chuyện thì cũng hoạt bát, có cá tính. Dạ. Đó là cái tiếp người mình đang tìm. Dạ. Thôi giờ mình vô cái vụ tình yêu đi, hẹn hò đi. Khi hẹn hò thì nói chung là tại mình là một người hơi thẳng tính, phải thích người cá tính. Dạ. Thì không phải là thuộc cái tiếp mà hay lãng mạn hay là ngôn tình gì đó. Ờ, không thích lãng mạn đâu, đâu sánh xuống em ghét lắm. Ờ, đúng rồi, chỉ cái gì nói thẳng nhau, phải em nói nhau nó thẳng hẹn nhau hò, hay là không có chuyện mà đi hẹn hò nắm tay đi dạo công viên thì cái đó ngôn tình quá. Trời ơi, Sủ Nhi anh, cái đó mới Sủ Nhi làm cho em. Quá là dạ, đúng rồi. Tự nhiên hai bạn này chia sẻ nhau cái tự nhiên em thấy em Sủ Nhi vậy. Cũng hết thời gian rồi, chúng ta cần nói một câu nào đó thật tình cảm, lãng mạn, hay là có thể hát một bài hát nào đó. Thôi giờ em hát một đoạn đi. Đúng rồi. Rồi hát đi em, tỏ tình nha. Sẽ luôn là người yêu em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn thật gần bên em, cùng em đi đến chân trời, lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Rồi, cảm ơn hai bạn. Tay vào nút bấm đi em. Bây giờ chúng ta hãy lắng động lại và suy nghĩ thật kỹ để đưa ra quyết định của mình. Bấm nút là đồng ý, hẹn hò và đi đến hôn nhân. Một, hai, ba. Hết thời gian. Bây giờ rất hợp với nhau về tất cả mọi thứ, ngay cả người nhà mẹ của em cũng rất là hợp, rất là vui vẻ đó. Chúng tôi sẽ giúp bạn có những không gian lãng mạn hơn ở cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới đặc biệt trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh. Áp dụng cho tất cả các hệ thống áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Quà tặng của bạn là một cặp gối cao su thiên nhiên đồng phú thuộc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% khi mua sản phẩm nệm đồng phú. Dạ, giờ em cầm em để em thích từ đó. Rồi để cầm cho. Nó không đi. Rồi, hai bạn hạnh phúc nha. Chúc mừng hai bạn. Lành quá. Em không thích bạn đó kê kiệt nổ. Thôi, em thích anh đó lên là một người đẹp trai, đẹp cao ráo. Đẹp cỡ nào? Có mẫu người lý tưởng không? Đẹp cỡ anh Việt Nam. Đẹp cỡ. Sau khi em đi nghĩa vụ về thì người ta đi lấy chồng. Ồ. Chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi, hai bạn giới thiệu về mình đi. Lời nói đầu tiên thì cho em xin phép là chào anh Huyền Linh, chị Cát Tường và mọi người đang có mặt ở đây. Em tên là Minh Tâm. Em 24 tuổi, em đang sống ở Sài Gòn. Quê nội em thì ở Quảng Ngãi. Dạ. Công việc hiện tại của em là bán gấu bông. Bán gấu bông? Dạ, em có một cái cửa hàng nhỏ nhỏ ở Thủ Đức. Biết rồi, chương trình mà muốn hẹn hò giống như nơi đi quảng cáo sản phẩm vậy đó. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. Em tên là Nguyễn Bá Quỳnh, năm nay 28 tuổi. Em làm công việc tài xế, quê hương ở Hải Dương. Hiện tại em đang làm việc và sống ở Nhân Trạch, Đồng Nai. Gia đình em vào trong này lập nghiệp được 18 năm. À, thế vào ở Đồng Nai luôn đó hả? Dạ, dạ. Em có thế mạnh gì? Em thích ca hát, thể thao, biết nấu ăn. Có vậy cũng giỏi chứ.
chắc là cũng năng động lắm đây. Còn bạn gái, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em như mọi người nhận xét thì cái ưu điểm lớn nhất của em là vui tính, em cũng xinh nữa. Em viết chữ đẹp và rõ ràng à. Điều đó thì nó thể hiện em là một người khá là gọn gàng và thể lợi. Cái nhược điểm của em là tuy em xinh nhưng mà em lên hình không có được ăn hình mấy. Cái thứ hai là em hơi lười. Lười là lười sao em? Lười giống như là không có ai mà sai được em làm gì á. Em thích thì em làm thôi. Em hơi lầm lì ít nói. Khi mà xảy ra một cái chuyện gì đó mà cần phải đôi chối hay là gì đó thì cái người bên kia thì người ta nói đúng sai mặc kệ em cũng không luôn. Có vẻ vẻ cô kia sống hơi giấu mình chút xíu ha, khép nép chút xíu. Dạ đúng rồi. Còn em có nhược điểm gì không? Em thì có nhược điểm là hút thuốc. Em có thích bạn trai hút thuốc không? Dạ không. Từ từ anh bỏ được không em? Rồi em đây hứa từ từ bỏ rồi đó. Chứ vấn đề chỗ là em bên đây làm tài xế đó, đi suốt ngày em gái thấy sao? Em thấy cảm giác nó không có an toàn lắm anh. Không anh, em làm việc hành chính không ạ? Sáng 8 giờ đi, chiều 4-5 giờ là em về rồi. Được không em gái? Dạ. Em gái đã trải qua mấy mối tình rồi? Em 2 mối tình anh. Bao lâu rồi em? Dạ mối tình mới đây nhất là chắc cách đây khoảng gần 2 năm. Lý do tại sao mình chia tay? Em cũng không biết lý do là gì nữa, nhưng mà tới giờ thì em cũng vẫn chưa có nghĩ ra. Ủa em ơi, sao mà họ yêu nhau mà họ chia tay không biết lý do là sao em? Thì hai bên đều im hết cho nên là chia tay luôn. Rồi bây giờ em muốn tìm một cái mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ em thích anh đó nên là một người đẹp trai và cao ráo. Đẹp cỡ nào? Có mẫu người lý tưởng không? Chắc đẹp cỡ anh Quyền Linh. Đẹp cỡ anh Quyền Linh. Mừng quá. Từ đó giờ có mới có người khen cô đẹp, tôi mừng quá. Cảm ơn em, anh cũng hơi đẹp đẹp thôi. Gì nữa không em, ngoài cái đẹp dạ, trai ra thì anh đó em không thích con trai sống ảo rồi. Một ngày mà boss tám cái boss lên Facebook là em không thích rồi. Có không, có sống ảo không? Xíu xíu anh. Chút xíu mà cũng có boss Facebook rồi hả? Còn gì nữa em? Em không thích bạn đó kêu kiệt nổ hồi. Thoáng quá có ổn không em? Ý là thoáng hay chi tiêu thoáng hả anh hay là sao? Nói chung là cái gì cũng thoáng á. Anh gì được cái là anh tâm lý, hay muốn dẫn người yêu mình đi chơi rồi mua quà rồi ăn uống thì cái đó thì là thoáng. Yên tâm đi, anh bên đây không có kêu kiệt đâu. Dạ điểm đó thì em đánh giá cao. Thường mấy người mua quà mua có chứa mày khác à. Người ta hỏi có hôi không kìa. Hôi hả? Dễ gì hôi. Không, nói chung là anh gọn gàng ngăn nắp lắm. Sạch sẽ. Đẹp trai hơn anh. Không nổ, anh nói là anh làm không à. Vậy bây giờ bạn trai thì muốn mẫu người bạn gái như thế nào? Dạ em muốn mẫu người bạn gái đơn giản, bình thường, quán xuyến việc gia đình. Gì nữa? Có núng đồng tiền hoặc có đang khảnh một chút xíu cũng được. Khảnh nguyên hàm. Khảnh. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua một mối tình là năm em đi nghĩa vụ quân sự á. Em và bạn nó yêu nhau cũng được 2 năm. Sau khi em đi nghĩa vụ về thì người ta đi lấy chồng. Oh. Rồi sau từ đó trở đi là em... Thôi luôn. Em thôi luôn, chắc là do là cái công việc em nhiều. Do công việc em nhiều quá. Trời. Khoáng ha. Khoáng lắm, anh này là không có keo đâu. Vậy em đoán nãy giờ cô bên này như thế nào? Cũng cao, không mập, nước da trắng, tóc dài. Có vẻ hình như là em có cảm giác hình như là có núng đồng tiền thì phải. Bây giờ nếu được thì khi nào em tiến tới hôn nhân? Dạ nếu được thì chắc khoảng 6 tháng đến 1 năm. Nhanh quá vậy, gấp quá không? Dạ không gấp đâu chị. Em đã chuẩn bị mọi thứ gì cho đám cưới chưa mà đòi gấp vậy? Nói chung là công việc của em thì ổn định rồi. Em lái xe là lái xe cho cơ quan á hả? Không, em lái xe cho công ty. Tôi thấy được á, anh chàng này được. Đàn trai tuy là tài xế nhưng mà hiền lành lắm ha. Chào em gái. Chào anh. Có điều là em còn cái vấn đề gì em không thích ở người chồng tương lai nữa không? Thì em không thích bạn đó hơi gia trưởng. Gia trưởng. Có gia trưởng không em trai? Dạ không ạ. Không có. Khó tính, cọc tính. Anh này khó tính chắc không có, nhưng cọc tính chắc có đó. Xíu xíu anh ơi. Thường mấy người hiền hiền á, ta hay cọc tính lắm. Nhưng mà cọc chút thôi à. Cọc quanh coi cóc em. Cọc có cóc. Em ơi, em cọc có nào không quýnh tao không em? Dạ không đâu anh. Cặp này có vẻ ít nói ha. Này ngồi với nhau rồi ai nói? Chắc ngồi nhìn nhau thôi chị. Được rồi, nhìn nhau là đủ yêu nhau rồi. Cái này để hai người gặp mặt chứ anh thấy anh này dễ thương. Ta cho gặp người nhà đi, coi ý kiến họ sao. Mình hôm nay mình có đi với người thân không? Dạ có, anh đi với chị gái và bạn bè của em. Dạ em xin chào anh Huyền Linh, chào chị Cát Tường. Bé Tâm thì như hồi nãy bé Tâm cũng giới thiệu rồi á, sống rất là nội tâm và hay lì lì á. Cho em hỏi là cái bạn trai bên đây nếu như mà hai bên mà cãi nhau á, em gái của chị á mà im không có trả lời gì hết, lúc đó thì em sẽ giải quyết như thế nào? Cái đó chắc cũng cần á chị. Chắc em bỏ em đi xong rồi tối em quay lại em nói chuyện tiếp. Nói chung là chị thấy em trai đây á thì tính rất là chững chạc. Em thấy là có thể là sẽ phù hợp với em gái của em. Em thì người miền Trung nhưng mà em cũng thích con trai nói giọng Bắc. Thì em theo em thì em sẽ vote cho em trai bên này một phiếu. À, thầy đó chị. Thầy
đi với ai? Dạ em đi với cô ruột của em. Cô ruột hả? Dạ, dạ chào cô. Em xin chào chị Cát Tường và chào chị anh Quỳnh Linh. Dạ. Chào khán giả. Tôi nhận xét về cháu gái này là thấy cũng hiền lành, có hậu. Thế nhưng mà thôi thì duyên hai cháu, đấy là quyền của hai cháu. Còn nhận xét về cháu Giai là nói chung là công việc ổn định, năng động, nhanh nhẹn mà tính cách sạch sẽ mà thương người lắm. Dạ. Kéo màn lên. Hai bạn gặp nhau nha. Bây giờ nè, gặp nhau đầu tiên mình hát câu gì đó, mình gây cảm tình liền nha. Bắt đầu. Thấy ghê cho đụng hàng. Đụng hàng bự luôn. Cảm ơn. Ánh mắt yêu thương, ta trao phút giây ban đầu. Cảm giác yêu nhau, cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay, hai ta đã yêu nhau rồi. Mình cùng chung đôi, nhé em người ơi. Anh là anh chịu đàn trai rồi đó nha. Vô hát cũng hay nè, dễ thương nè, có duyên nè. Em cũng tốt, thấy chưa? Thấy người bán gấu bông mà tặng vậy đó. Thôi quà đàn gái với đàn trai nè. Thấy hát đáp lại đàn trai được không? Dạ được. Hát đi em. Lấy tình cảm nào. Em tặng anh một vài câu cho. Tình yêu như món quà, khi có nhau đừng quên là từng vui khóc cùng nhau mà. Cớ sao ta vội muốn cách xa, một khi đã yêu trái tim bằng lòng thứ tha cho quá khứ hai ta từng đi qua. Hay quá. Trời ơi, hai hát cũng hay hết trơn. Cái cặp này hát hay rồi nha. Hay quá trời. Cặp này xong ca được á, dễ thương nè. Được. Rồi, chúng ta bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay. Trùng hợp ha, quà tặng trùng hợp, hát hay như nhau. Cảm nhận đầu tiên của em là em thấy anh rất là hiền, đẹp trai. Hiền thôi. Yeah. Hiền không phải hiền đâu. Yeah. Hơi da hơi đỏ. Không, tại anh luôn như vậy đó. Anh giống máu gì hả? Anh giống máu O. À, em cũng giống máu O. Anh cũng máu O. Cho anh hỏi nhà em đông anh chị em không? Nhà em ba chị em. Em Út. Ba mẹ và gia đình hiện tại bây giờ đang ở đâu? Dạ, ở ngoài quê Quảng Ngãi. Dạ. Anh có ăn thịt chó hay là gì? Cái đó thì người Bắc thì là bình thường. Sau này mà lỡ mà quen em thì anh không ăn luôn được không? Chắc là sẽ được, anh cố gắng chắc là sẽ được. Yêu hay không là do thịt chó đó. Không phải, tại vì nhà em theo đạo Phật á, anh đạo Phật thì cấm không có cho ăn. Đúng rồi, anh không có đạo anh cũng đâu có ăn đâu. Theo như anh thấy thì em là được khoảng bao nhiêu phần trăm trong cái tiếp người bạn đang tìm là kiếm? Anh cảm nhận và anh gặp và nói chuyện được với em thì anh cảm nhận được là em được 70%. Giọng nói dễ thương mà vừa nãy nghe chị gái nói là tính là hơi lầm lầm lì lì là anh cái đó anh cũng hơi ớn ớn rồi đó. Em nghe mà anh nói anh cọc tính em cũng ớn lắm rồi. Không, anh cọc vậy thôi nhưng mà anh không có dùng hành động. Nếu mà chúng mình cho nhau một cơ hội và chúng mình quen nhau, tìm hiểu về nhau thì em sẽ dự định là bao giờ em sẽ cưới. Em thì ít nhất là 2 năm. Ít nhất là 2 năm. Nhưng nếu mà anh kêu qua năm anh đòi cưới liền thì sao? Thì em không chịu thôi. Sao vậy? Lý do? Có lý do gì không? Tại sao phải 2 năm? Thì em muốn chuẩn bị đầy đủ về mặt tinh thần như vật chất. Bây giờ tính chuyện hẹn hò đi. Bây giờ hẹn hò sao nè? Trong một tuần thì em thời gian rảnh em có nhiều không? Buổi tối là em rảnh. Buổi tối là em rảnh. Nếu mà có thời gian thì mình gặp mặt nhau nhiều. Còn nếu không thì mình có thể gặp mặt nhau vào hàng cuối tuần, hàng tuần. Thứ bảy, tối thứ bảy hàng tuần. Thứ bảy hàng tuần là được rồi. Ừ, được. Nói chung là anh nghề lái xe của anh thì anh cũng chạy được khoảng 9 năm rồi. Là dự kiến của anh, dự định của anh là sắp tới, thời gian sắp tới khoảng 1-2 năm nữa là anh sẽ kinh doanh thêm. Dạ. Về các mặt hàng như là anh thì anh đặc biệt thì anh lại yêu thích cái ngành gỗ. Ừ. Anh đam mê cái ngành gỗ nhiều hơn. Dạ. Và cây kiểng. Nên đôi lúc mai mốt anh có quen nhau hay là vợ chồng của nhau, anh xin phép anh đi Đắk Lắk hay anh đi Gia Lai hay vào Lê Cu mấy ngày thì cái đó thì em cũng phải cho anh đi. Được không em? Vậy thì đi công việc thì anh cứ đi đâu anh cứ đi. Rồi, anh thấy cặp này ổn đó. Vấn đề là em nói một câu gì đó để em chốt lại xem cái tình cảm của em nãy giờ đối với cô cảm nhận nãy giờ với cổ như thế nào. Anh cũng thấy em hiền, dễ gần,
hòa đồng. Anh còn một câu cuối cùng anh muốn nói là, nói chung là hôm nay mình đến đây mình gặp nhau, cái đó là cũng là cái duyên. Và món quà anh tặng cho em thì cũng coi như là một cái kỷ niệm. Đó. Thì còn cái vấn đề sau này hay như thế nào, chúng mình có đến được với nhau hay không, thì cũng là do ông trời và thời gian và hai đứa mình cho. Quan trọng là hai đứa mình có cho nhau được cơ hội để quan tâm và lo lắng cho nhau nhiều hay không thôi. Dạ. Thương quá. Rồi hy vọng hôm nay các bạn sẽ có phận với nhau luôn nha. Không phải bấm để dẫn chơi đâu, mà bấm để tiến xa hơn đó. Cho em hỏi thêm một lời câu nữa. Rồi hỏi một câu nữa đi em. Em cho anh hỏi hiện tại bây giờ là gia đình mình là ở ngoài Quảng Ngãi hay là ở trong này? Dạ thì ba mẹ em thì ở ngoài Quảng Ngãi. Còn bây giờ em vào trong này là hai chị em ở phòng trọ hay là thế nào? Dạ em ở chung với gia đình chị em. À rồi đó. Được rồi ha. Hãy suy nghĩ thật kỹ, đây là chuyện hệ trọng. Chuẩn bị. Một, hai, ba. Hết thời gian. Mời em. Trời ơi, nói nghe sao nó ngọt ngào quá mà sao cái kết thúc nó kỳ quá vậy? Choáng quá vậy. Lý do tại sao em gái không bấm? Dạ thứ nhất là đầu tiên là xa quá. Xa quá. Thứ hai là anh hút thuốc. Tại em thấy những cái người mà thân bên cạnh em mà hút thuốc mà nói bỏ là không bao giờ bỏ được. Dạ thứ ba là anh nó ăn thịt chó mà anh nói. Thịt chó. Rồi em trai lý do sao không bấm? Dạ nói chung là em cũng đồng ý kiến với bạn bên này một phần. Nói chung là thứ nhất là bạn ấy ở xa quá. Em chắc em có suy nghĩ riêng của em. Hy vọng rằng sẽ có hàng ngàn người đang xem chương trình sẽ bấm nút cho hai bạn. Đừng lo điều đó nha. Chúng tôi tôn trọng ý kiến của các bạn. Chúc các bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Dạ. Rồi. Dân ra Tiền Giang mà nhậu dữ lắm. Có không em? Chỉ biết là hơn phải cố gắng hơn cha em một chút thôi. Cố gắng hơn cha em một chút thôi. Trời ơi, cha em muốn giữ không? Cha em thì ngày trưa hồi nhỏ thì em tự tin rằng cha em là vô địch. Dạ. Không ai lại. Trời ơi, rồi làm sao rồi được? Ta đâu có biết uống đâu mà uống dữ vậy. Thì em nghĩ là về thì nói chung là anh nên thể hiện là anh hợp tác với cha em thôi. Còn cái phần sau mà có rót hay không là do em mà. Được không em? Cố lên. Cố lên. Cố lên. À, kính thưa quý vị, trước khi đến với phần ăn trưa, chúng ta sẽ đến với cặp đôi của ngày hôm nay, xem họ là ai, họ chia sẻ về những thông tin cá nhân của họ, về những yêu cầu của họ trong tình yêu là như thế nào. Xin chờ Cát Tường trong giây lát quý vị nha. Thôi, mời em gái vô. Rồi, mở mặt nạ ra. Dạ. Mở mặt nạ ra em trai ơi. Ok. Đẹp rồi. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, trai xinh gái đẹp, mời em trai giới thiệu về thông tin của mình trước. Chào chị Cát Tường và chương trình Hẹn Ăn Trưa. Em tên là Nguyễn Tấn Đạt, quê quán là ở Trà Vinh. Hiện nay em đang làm việc ở khu công nghiệp Hạnh Phúc, giáp giữa Bình Chánh với Long An. Em làm nhân viên chất lượng cho một công ty nhựa. Rồi em ở đâu? Em ở ngay chỗ Cầu Sáng á chị. Cầu Sáng là ở đâu? Nó là thuộc quận Bình Chánh. À, là quận Bình Chánh. Còn em? Dạ, xin chào chương trình ạ. Em tên là Phạm Thị Hồng Thi. Hiện tại thì em đang làm giáo viên ở quận 1. Thì hiện tại thì em đang ở Bình Thạnh, ngã tư Hàng Xanh ạ. Ừ, Bình Thạnh qua Bình Chánh biết không? Dạ, chắc hai cái Bình thì chắc nó gần nhau á chị. Dù hai cái Bình chứ nó xa đó. Biết Bình Chánh không? Biết Bình Thạnh không? Biết chị. Rồi, dễ dàng trong tình yêu ha. Ở chung một thành phố là thấy đơn giản rồi. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, em điểm mạnh của em đó là hòa đồng vui vẻ, biết nấu ăn. Điểm yếu thì có cái là không biết hát mà nói hay nhiều. Không biết hát mà lại nói nhiều. Dạ. Không biết hát mà là hot. Đúng không? Dạ. Trời đất ơi, hiện giờ đang sống với ai vậy? Em ở trên Sài Gòn này thì em ở một mình. Một mình. Còn ba mẹ là dưới quê hết? À, ba mẹ với một đứa em gái là năm nay 12 tuổi là ở quê. À, bao lâu mới về nhà một lần? Dạ, thường thường là có mấy dịp để lớn như 30 tháng 4 hay là Quốc Khánh hay là Tết Tây, Tết Nguyên Đán. Là về? Là về. Ừ, rồi. Thế còn em? Điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Dạ, chắc là em với bạn có nhiều tương đồng ạ. Em thì
Điểm mạnh của em là năng động, hòa đồng, dễ nói chuyện. Còn điểm yếu của em là em hát cũng rất là dở. Trời ơi, hai đứa hát dở hết luôn vậy hả? Rồi hiện giờ mình đang sống với ai? Dạ, hiện tại thì em đang sống với em gái em ở Bình Thạnh ạ. Ừ, vậy còn ba mẹ? Dạ, ba mẹ em thì ở dưới quê, em ở Tiền Giang ạ. Ừ, bao lâu hai chị em về thăm ba mẹ một lần? Dạ, cũng như là cuối tuần hoặc là những cái ngày lễ. Tại vì em là giáo viên thì tính chất của em thì em chỉ dạy trong tuần thôi. Rồi mình đi xe tóc hành hay là hai chị em chở ông Đa? Dạ, thường thì hai chị em cùng nhau về với nhau cho vui ạ. Đi ông Đa về với nhau cho vui. Có chị có em cũng đỡ an ủi ha, cũng đỡ buồn trên thành phố ha. Dạ. Rồi, tình trường thì sao? Mấy mối tình rồi? Dạ, là em có một mối tình duy nhất là được kéo dài 4 năm và chia tay cách đây cũng gần 3 năm rồi. Ôi, mối tình 4 năm là cũng sâu đậm lắm mà sao lại chia tay? Dạ, tại vì nó nhất là xa cách về địa lý. Và bạn đó ở đâu mà xa cách địa lý? Ở ngoài Đà Nẵng chị. À, bạn đó ngoài Đà Nẵng thì sao quen, cơ hội nào mà quen nhau? À, lúc đó là tụi em là còn sinh viên đi làm chung một nhà hàng á chị, rồi quen nhau. Rồi sau này khi em ra trường, bạn nó ra trường thì gia đình bên bạn nói là xa cách quá. Với bạn có hiếu với gia đình thì em mới nói bạn là giữa chữ hiếu chữ tình, thì nên em thấy bạn có hiếu nên nói để cho bạn về với gia đình. Trời ơi, rồi giờ bạn nó có gia đình chưa? Dạ, nó em cũng chưa biết nữa chị. Là chia tay rồi không có liên lạc nữa? Ít liên lạc, không có hỏi về vấn đề đó. Rồi 3 năm trời nay rồi có mối tình nào khác chưa? 3 năm nay thì em lo đi làm, tập trung đi làm cũng chưa có quen ai nên... Trời ơi, nhờ chương trình giúp đỡ. Rồi còn em, tình trường mình sao? Dạ, em thì có 2 mối tình. Mối tình đầu tiên của em là thời cấp 3, thời đi học. Là mối tình đầu của em. Đó là cái mối tình mà gọi là rất là sâu đậm. Thì em yêu 3 năm, thì em dành tới 5 năm để quên một người. Yêu 3 năm mà chia tay phải quên, mất 5 năm mới quên. Dạ. Yêu chi dữ vậy trời ơi. Em cũng không biết nữa chị, có thể là tại vì do mối tình đầu nên nó mang cho mình nhiều cảm xúc quá, làm cho mình khó để quên một người. Thì trong 5 năm mà khi mà quên bạn á, quên bạn đó thì em có quen một người bạn thân của mình. Mà khi em quen người bạn thân đó thì em vô tình em lại gây một cái nỗi đau cho bạn đó. Và em chia tay bạn đó. Thì sau khi chia tay bạn đó xong thì em cảm thấy là mình phải bước ra khỏi cái tình yêu này nữa. Đúng rồi. Và mình bắt đầu mình yêu bản thân mình hơn, mình hòa nhập hơn, mình vui chơi hơn, mình dành những cái thời gian riêng cho bản thân mình, cho gia đình, rồi hoạt động xã hội nhiều hơn. Và lúc đó thì em cảm thấy thoải mái hơn trong tình yêu. Rồi sau đó còn có mối tình nào khác nữa không? Dạ không chị. Có nghĩa là 2 mối tình. Dạ. Cái mối tình đầu phân tích rất là dễ, tại vì em quen người đó 3 năm nhưng nó quá sâu đậm đi. Rồi có thể là trong thời gian em không quên được, em đau khổ thì có một cái người bạn thân bên cạnh chia sẻ hiểu được em. Dạ. Thôi em ngộ nhận đó là tình yêu nên em chấp nhận bạn đó. Dạ. Nhưng mà khi em ở bên bạn đó em vẫn không quên được cái người cũ, là em chỉ làm tổn thương người ta thôi. Dạ. Đúng chưa? Dạ đúng. Nghe là tôi hiểu vấn đề rồi. Nên á, rồi nhưng bây giờ cái tình bạn có còn giữ được không? Dạ không, đó là cái gọi là một niềm đau riêng của em như vậy nên là mất luôn người bạn. Dạ, nên là sau đó thì em mới gọi là bản thân mình phải vượt qua được cái đó để cho mình không đánh mất những cái thứ tốt đẹp. Sao mình không chủ động, bây giờ mình qua lâu rồi mình chủ động mình tìm lại coi như những người bạn giống như người tri âm tri kỷ của mình. Thật ra thì em cũng muốn tìm lại bạn đó nhưng mà em cảm thấy là em có lỗi với bạn đó nhiều quá nên em không gọi là mình có lỗi nên mình cũng không có dám gọi là nhìn mặt lại bạn đó. Kỳ vậy, thường thì chị là nghĩ khi mình có lỗi mà có điều kiện có thể lúc đó mình không dám đối diện, nhưng mà nếu là chị sau vài ba năm hoặc khi chúng ta trưởng thành hoặc chúng ta có cuộc sống ổn định rồi chúng ta tìm lại một lần để nói những cái gì cho bạn đó sẽ còn rất nhiều uất ức chưa nói được với em. Dạ. Mình chỉ được một lần nói thôi mình sẽ nhẹ lòng. Có thể đó sẽ là một người bạn tốt của em sau này. Dạ. Rồi đó là một chút chia sẻ về chuyện tình yêu của hai bạn thôi. Thế giờ em muốn tìm một mẫu người bạn gái là người vợ tương lai là người như thế nào? Nói chung là một người bạn gái, người vợ tương lai thì đối với em thì nó cũng đơn giản thôi, như cao là từ 1m8. Cao là từ 1m8. 1m58 trở lên. Hết hồn hết. Dạ đúng rồi, nghe 1m8 chắc em nói là em phải mang mấy đôi guốc luôn mới lợi quá anh ơi. Học 1m58 trở lên, nói chung là có nghề nghiệp ổn định. Ừ. Với gia đình em thì nói chung là bạn nữ nói bên giáo viên là gia đình em đã được 7/10. Điểm 7/10. Vậy á hả? Dạ. Thích vậy. Dạ, dạ gia đình em là nói chung là truyền thống bên gia đình em là đa số là giáo viên với cơ quan nhà nước nhiều nên ba mẹ cũng thích là chọn những người vợ hay là những người mà bạn gái của em đó là có giáo viên. Nhưng mà nếu hình mẫu giáo viên của em không giống như tưởng tượng của những giáo viên ngày xưa thì sao anh? Nói chung là bây thời buổi hiện đại thì mình phải bỏ đi cái cũ mà mình phải kết hợp giữa cái hiện đại và cái truyền thống thì nó mấy, chứ không thể nào mà mình cứ giữ quan điểm cũ hoài thì nó sẽ không hay. Rồi thế còn em?
mẫu người lý tưởng. Em thì mẫu người lý tưởng của em thì hơi tròn tí, tại vì em thích những người tròn thì cảm giác nó sẽ ấm áp. Dạ, còn cao thì được, nếu được thì cao hơn em. Cao hơn em là chắc rồi. Dạ em thì chỉ đơn giản vậy thôi. Đơn giản vậy thôi. Dạ đúng rồi. Mắt mũi miệng ngoại hình tóc tai gì mặt mày không có quan trọng. Dạ không, tại vì em cứ nghĩ là nếu mà mình hợp nhau thì nó không, ngoại hình nó không phải là cái vấn đề để quyết định tất cả. Nếu mà người nào ngoại hình đẹp nhưng mà mình nói chuyện nó không hợp thì nó cũng không đi đến đâu. Quan trọng là cái tính cách khi mà mình tiếp xúc. Rồi. Tao có hình cho chị mượn hình em coi nè, coi cô giáo sao nè. Hình. Rồi đây. Có một chàng trai trong đó vừa tốt nghiệp cái gì đó. Trời ơi. Trời ơi, đó, hãy lựa đi. Có một cô giáo dạy môn gì vậy em? Dạ em dạy lớp 1, dạy tiểu học. Lớp 1, tiểu học, đó, một cô giáo nào trong đó. Kiếm đi em. Sao mà ngồi chỉ vô bạn đó liền vậy? Thôi em bị bự con. Bự con đâu mà bự con. Rồi, bên đây, ai? Ai chỉ vô? Sao lại là cô đó? Thầy thấy khuôn mặt cũng tuyệt tuyệt. Là bên đây là cô nào? Giữa một rừng người đó anh. Hay quá, chọn hay ghê vậy đó. Rồi, mời hai bạn nhìn vào cánh cửa trái tim để xem mình chọn đúng hay không nha. Mời hai bạn. Ai sai tôi phạt. Cho anh ạ. Các bạn. Dạ. Em đúng không? Dạ đúng. Em đúng không? Em sai. Anh chọn một cô 1m8 không? Không, chọn cô lùn. Cô lùn. Rồi, ấn tượng đầu tiên các bạn nhìn thấy nhau như thế nào? Thấy bạn cũng thân thiện nhìn. Thôi bây giờ mình anh em đi chứ. Thấy em cũng nhìn mặt cũng thân thiện. Cũng hiền. Dạ, không em. Để em nhìn thấy anh sao? Ồ dạ, em thích nhất là nụ cười của anh. Tại anh cười lên rất là duyên. Dạ, với lại nghe người miền Tây thì em rất là thích. Tại vì người miền Tây cùng với nhau cái cách quan điểm sống hay là cách nói chuyện nó cũng dễ dàng hơn với nhau. Dạ. Trai á, hơi đen thôi nhưng mà đẹp trai á. Dạ. Ê, cái này sao cưng? Trời ơi. Đến chương trình có món quà tặng cho bạn. Dạ, cảm ơn em. Dạ, cảm ơn anh. Ừ, cái màu vàng em thích với lại con Pikachu chắc là hợp với tuổi của em nè. Nãy giờ tôi thấy khen hoài luôn á trời. Khen hoài luôn á, dính thính rồi gì á. Cô có tặng người ta không? Dạ có, đây em gửi anh một món quà. Chúc anh lúc khi. Tặng anh. Khen lại cái coi, anh thích màu xanh đồ gì đó. À, em ở Tiền Giang, em ở lúc nào em? Dạ em ở Gò Công Đông anh. Gò Công Đông, anh... Anh ở Trà Vinh có dừa sát không anh? À, anh ở gần biển, em biết biển Ba Động không? Dạ không. Anh ở ngay biển. Dạ. Còn ở Dừa Sáp là ở phía trên giáp thành phố. Rồi, hai đứa mới gặp lần đầu mà giống như quen nhau từ kiếp trước. Được rồi, giờ tôi hỏi thăm chút xíu, quà này là cái gì trọng ý nghĩa? À, quả cầu tiết là em là ước mơ là được một lần là trong đời là đi với bạn gái đến những nơi nào có tuyết. Có tuyết. Thí dụ được lựa chọn cái nơi đến đầu tiên mà em nghĩ em có thể thực hiện được trong thời gian trong tương lai gần nhất là đi đến đâu? Nói chung là gần nhất chắc trong Việt Nam sẽ đi đến Sapa. Sapa có tuyết, chị cũng chưa đi Sapa luôn. Dạ em cũng chưa đi. Thích không? Thích không? Dạ em cũng chưa đi. Con gái ai cũng thích, có chợ tình rồi thử coi sao ha. Dạ. Tuyết rơi. Món quà này ý nghĩa gì đây? Dạ em tặng anh cái tai nghe, là hy vọng là anh với em sẽ kết nối được với nhau. Wow, những món quà rất có ý nghĩa. Rồi bây giờ xin mời hai bạn sẽ có một khoảng không gian riêng với nhau để trò chuyện, để tâm sự, thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng Vị Ngon. Mời hai bạn thưởng thức món, đây là chả trứng lá mơ. Cũng rất đặc biệt, rất là hấp dẫn của nhà hàng Vị Ngon nha. Dạ. Nhớ là vừa ăn vừa nói chuyện với nhau. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay trở lại. Dạ. Chúc hai bạn ngon miệng. Dạ, cảm ơn chị ạ. Mời em dùng. Dạ, cảm ơn anh. Mời anh ạ. Ủa rồi, anh ở Trà Vinh, anh có hay đi qua mấy tỉnh miền Tây chơi không? Nói chung là anh cũng ít đi tỉnh Tây, đa số anh trên đường anh về thì anh hay ghé Mỹ Tho. Dạ. Mỹ Tho, Bến Tre, tại vì anh đi quốc lộ 60, từ đó giờ ít có đi qua hướng bên Gò Công, em về quốc lộ. Dạ đúng rồi, em thì đi nó mở cái tuyến quốc lộ 60 ngay cầu Củ Chiên thì ít đi qua đó. Em có hay xuống Trà Vinh không? Dạ không, em không có bạn ở Trà Vinh, em chỉ đi xa nhất là Bến Tre. À, hồi đó em học ở đâu? Ở đây em học ở trường nào ra? Dạ em học ở Đại học Sài Gòn. Đại học Sài Gòn. À, em giáo viên tuổi học là dạy ở quận nhất là ở ngay chỗ đường nào em? Dạ em dạy ở đường Trần Hưng Đạo.
Anh ơi, hồi đó lúc mà còn nói chuyện với học trò em á, thì học trò em có nói là mai mốt nếu mà đám cưới cô á, thì học trò sẽ nâng váy cho cô. Nhưng mà em có tới 8 bạn học trò muốn nâng váy cho cô, vậy em muốn mướn cái sari 8 mét được không anh? Cái đó là tùy thuộc vào em thôi. Ví dụ như là mình cảm thấy nó hợp lý, hai đứa mình trao đổi nó hợp lý thì anh sẽ mướn cho em được. Dạ. Rồi em muốn còn muốn gì muốn hỏi anh không? Anh, nhà anh làm hai bác ở dưới ha? Đúng rồi, ba mẹ anh là ở dưới là làm về nghề nuôi tôm á, ao tôm á, nuôi trồng thủy sản, nuôi tôm. Ồ, cua. Em thích ăn tôm với cua lắm. Ở dưới là ba hai bác là cũng ở dưới là làm. Dạ, vậy ba mẹ em thì làm nông, làm ruộng. Làm ruộng. Dạ. Nhưng mà giờ lớn tuổi rồi thì cũng nghỉ bớt, không còn ấy nữa. Với lại nhà em được mấy anh em? Nhà vậy? Em được hai chị, hai con gái với lại một em nhỏ. Em nhỏ ha. Rồi thường thường thì em dạy là từ thứ 2 đến thứ 7 ha. Em dạy từ thứ 2 đến 6, rồi xong thứ 7 em còn học chuyên môn nữa. Học chuyên môn. Dạ, chủ nhật thì rảnh, nhưng mà cái giờ của em thì thoải mái hơn tí. Tại vì em chỉ đi dạy từ sáng tới khoảng 5 giờ chiều là xong. Công việc của anh thì nó nói chung là nó tùy vào mùa thôi. Nói chung là có mùa thì anh làm hành chánh không. Dạ. Có mùa thì hàng nhiều và có thể đi làm ca đêm. Dạ. Nói chung là cũng ăn thua là giàu hàng quá công ty, năm nào được thì mình làm nhiều thì nó làm một cả đêm, còn đa số thì anh vẫn làm hành chánh hơn. Ê, nãy em nghe nói là anh nấu ăn ngon lắm phải không? Nói chung là nấu thì nấu ăn được thôi, tại vì trong gia đình anh thì làm đám tiệc rồi hay là cái này cái kia thì anh với ba anh cũng tự nấu, nhưng mà không có ít cũng mướn. Tại nhà anh là chủ yếu là ăn Tết ăn đồ thôi, chứ ít cũng không có đám giỗ đám quải, là cũng nấu ăn thì dạng như là hợp khẩu vị người miền Tây mình thôi, chứ còn người miền Trung thì không hợp. Tại em rất là mong kiếm được người nấu ăn giỏi, tại vì em rất đoản về cái khâu này. Trời ơi, đoản, hai đứa cùng học nấu ăn không được rồi, mình không tự tự ráng ăn. Em có nhiều lớp học nấu ăn mà. Ăn thua là cần mình cần gì học em ơi, lên Google sợ coi là nấu chứ. Em nấu rồi, em rất là thích nấu mà không ai ăn đó chị. Em rất là thích nấu mà không ai ăn đó chị. Nhà mốt em nấu đi anh ăn, đúng không em? Không, em không có nấu, nhưng mà em chỉ bằng nấu. Nhưng mà rồi bạn nấu là em phải ăn. Thì em ăn em mới góp ý cho bạn, bạn mới tiến bộ được. Mà em nấu cho bạn là bạn đâu có tiến bộ đâu. Rồi thôi được rồi, hai đứa về tự phân công. Rồi, ngày hôm nay là có người nhà mình đi theo nè. Dạ. Rồi mời em vô. Đó, ở Sài Gòn có hai chị em thôi ha. Rồi đứng đây gần chị đi em. Em giới thiệu tên mình đi cưng. Dạ, chào chị, chào mọi người, em tên là Ngọc Trang. Năm nay Trang nhiêu tuổi cưng? Dạ, em 24. 24, đang làm công việc gì? Dạ, em cũng là giáo viên. Giáo viên luôn, có dạy chung chị hai không? Dạ, em dạy quận 4. Quận 4, chị hai dạy quận nhất. Dạ. Có bạn trai chưa? Dạ, chưa. Rồi, chị hai bữa nay chị gả đi xong rồi tới em lên đây luôn nha. Dạ, cũng được không? Dạ. Được, thế bữa nay em thấy chương trình đã tìm cho chị hai một người như thế nào? Theo ý em thấy sao? Dạ, anh đây cũng dễ thương. Dạ, cũng hợp với chị hai. Hợp chỗ nào? Chưa gì trơn, biết hợp rồi. Em thấy biết nấu ăn là hợp rồi. À, vậy hả? Rồi, thế bình thường chị hai mình có cái tính xấu gì không em? Chị hai chỉ hơi lâu lâu là hơi thích làm theo ý mình thôi. Ừ. Dạ, thì cũng chỉ mong có một người giống như là biết điều tiết lại cái tính của chị, rất là khuyên chị rồi. Hơi bốc đồng quá hay sao em? Dạ, cũng lâu lâu thôi. Gì mà dùng từ điều tiết chị hai lại ghê ghê quá vậy? Chị hơi nóng tính tí thôi chị. Tức là em dạy học trò thì em như một thiên thần vậy. Thiên thần? Nhưng mà khi đi về nhà thì em sẽ là mẹ của cáp vậy đó. Thì nó xả em đó chị. Thế chị hai có ưu điểm gì mà nãy giờ khiêm tốn chưa giới thiệu không nè? Chị hai nhiều ưu điểm lắm chị. Dễ thương, tốt, hay cho tiền em. Trời ơi, hay cho tiền em là tốt đó. Cho tiền là tốt đó nha. Vậy là biết cái cách nào lấy lòng em gái rồi đó. Dễ rồi đó, cho tiền là tốt à. Bây giờ một lời gì đó em dành cho hai anh chị trước khi mà hai anh chị đưa ra cái quyết định là bấm nút hẹn hò với nhau hay là không nè. Dạ, thì em cũng mong là đến đây thì hai anh chị, mấy anh chị rất là hợp, cũng mong anh chị có thể đi được đến xa hơn. Vậy là ý em là chốt đúng không? Ok đúng không? Rồi, cảm ơn em gái. Anh trai nói gì câu biết đâu em vợ tương lai đó, nói một câu coi nè. Cảm ơn em, là anh mong một dịp là sẽ có dịp là về quê hai chị em chơi. Nhớ cần gì biết thông tin việc của chị hai, cái việc cho tiền em nha, là anh tốt rồi đó. Rồi, cảm ơn cưng, dễ thương quá, cảm ơn nha. Nhớ đăng ký chương trình sau khi chị hai đi nha. Tiễn chị hai lên đường lấy chồng cái là mình tới đây mình ngồi luôn. Em gái nói vậy là thấy cũng vui rồi ha. Yeah. Bây giờ chơi thêm trò chơi nữa cho nó thắt chặt tình hai bên. Rồi, đọc lớn lên coi nè. Hãy kể ra năm tật xấu của bạn thân.
của bản thân. Của bản thân. Của bản thân kể. Ủa, chi? Em nghe nói bạn thân em hết hồn luôn á. Kể năm tật xấu của bản thân coi nè. Thứ nhất là nói nhiều. Nói nhiều. Thứ hai là thấy đâu nói nhiều đó. Đúng rồi. Thứ hai là không biết hát. Ừ rồi. Thứ ba là hơi bừa bộn, nhưng người ta thì thấy ai cũng tính hơi bề bộn, nhưng mà có ở dơ không? Không không. Dạng như là em có tật xấu á, là đi làm về á là mệt á, là ngủ khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ em mới dậy em mới đi tắm. À thì cũng được, mệt thì ngủ cũng đúng thôi, nhưng mà ý là bề bộn xung quanh, nhưng mà người phải sạch sẽ thơm tho nhá không? À. Gì nữa mới bà? Thứ tư là nói chung là cái tật là hay quên. À, như em làm một công việc gì đó đó, mà ví dụ như mà em tập trung làm mà có một người đi xen ngang là em quên hết tất cả. Hết rồi, đi hẹn hò rồi quên rồi sao anh? Không không, cái đó là không thể quên được đâu. Nói chung là anh làm một cái việc gì đó anh đang làm á, nhưng mà có người nào mà xen vô á, nó hứng quên. À, nó hứng mới quên. Rồi cuối cùng, cái cuối cùng đó là nhậu yếu, chắc là sợ về làm rễ. Nghe nói là dân Tiền Giang là nhậu dữ lắm. Có không em? Chỉ biết là hơn, phải cố gắng hơn cha em một chút thôi. Cố gắng hơn cha em một chút thôi. Trời ơi, cha em muốn giữ không? Cha em thì ngày trưa hồi nhỏ thì em tự tin rằng cha em là vô địch. Dạ. Không ai lại. Trời ơi, làm sao mà được? Ta đâu có biết uống đâu mà uống dữ vậy. Thì em nghĩ là về thì nói chung là anh nên thể hiện là anh hợp tác với cha em thôi. Còn cái phần sau mà có rót hay không là do em mà. Được không em? Cố lên. Cố lên. Cố lên. Thôi cũng được, cũng có cố gắng. Rồi bóc lá đi nè. Đọc lớn lên chị nghe nè. Bạn nam. Trời ơi kệ, đọc đi em. Cái số bạn mình nam bóc. Hãy thể hiện sức khỏe bằng việc hít đất 10 cái. Có cản không? Dạ không. Mời em. Trời ơi, trời, đó giờ mới làm. Đó giờ mới làm luôn hả? Rồi làm được không trời? Chắc không nổi 10 cái đâu. Làm đi em, hết sức của mình đi em. Trời ơi, cũng cao to đẹp trai quá mà. 1, đếm đi em. 2 3 4 5 6 Trời ơi. Chết rồi, vậy sao, hết sức rồi. Vậy sao em muốn đi ăn dừa sáp, vậy sao hái dừa cho em? Ngồi vô, ngồi vô, thở đi, trời mặt nhỏ đỏ dữ. Mới có 6 cái à. Dạ. Rồi em thấy thì sao? Dạ thôi trời, miễn sao hái dừa cho em ăn là được rồi. Được không em? Không, là hái dừa, nói chung hái dừa là em mua chứ em đâu, nhà em đâu có trồng dừa đâu hái. Dạ em đâu có trồng dừa đâu hái. Trời ơi, em lật kèo rồi đó cưng ơi. Vậy đó hả, chị rồi. Rồi đó. Rồi nhưng mà sao bây giờ không có thể tục thể thao gì trơn hả? Mới mấy tuổi hít đất 10 cái không nổi. Tại nói chung là em đi làm, em về em chỉ ngủ ít, có đi đá banh thôi. Hít đất 10 cái mà hít không nổi. Không, thời đó giờ nói chung là không ít chứ hít đất nên. Trời ơi, bây giờ về tập thể dục nha, người ta hết nha. Ừ. Không nhậu mà cái bụng bự nè. Hít đất cho tôi một ngày 10 cái. Rồi cái bắt đầu lên một ngày 20 cái cho tôi. Trước khi lấy vợ, được không? Dạ được. Trời ơi, tới đám cưới cậu hôn mà hít không nổi 20 cái là nghỉ lấy vợ nha. Cái đó cố gắng cái đó làm việc có rồi. Động lực và sức mạnh. Tôi chưa thấy ai thanh niên mà hít 6 cái hít đất hết không nổi. Tôi mới thấy lần đầu tiên trong chương trình, tôi bắt bao nhiêu con người hít đất, tôi chưa thấy người nào mà 6 cái hít không nổi. Ông làm như ông 50-60 tuổi vậy đó. Tại từ đó giờ nói chung là em ít làm việc nặng. Thôi đất ơi, thôi được rồi, chị hiểu rồi đó. Thôi nãy giờ cho vui và chúng ta tìm hiểu nhau rất là kỹ rồi. Bây giờ hai bạn trước khi tiến tới bấm nút hẹn hò, mỗi người hãy nói với nhau một câu cuối cùng để chúng ta đưa ra quyết định. Mời hai bạn. Nói chung là mình đến với chương trình á, thì nói chung là một cái duyên cũng như là một cái nợ. Thì mình cho nhau một cơ hội để mình tìm hiểu. Nếu mà mình được thì mình sẽ tiến xa hơn, đúng không nhân? Mong em là cho nhau một cơ hội để mình tìm hiểu nhau. Dạ. Em rất là thích một câu nói của một nhà văn nổi tiếng, đó là mọi cuộc gặp không phải là đúng hay sai mà đó là duyên phận. Thì em nghĩ anh với em gặp nhau trong chương trình này, với gặp chị Cát Tường cũng là một cái duyên phận rồi. Nên là hy vọng chúng ta sẽ còn nhiều cái duyên phận nữa ra ngoài cái chương trình này. Rồi, mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Nhắm mắt lại, sau 3 tiếng đếm của chị Tường hãy đưa ra quyết định của mình nha. Đồng ý thì bấm mạnh, không đồng ý lấy tay ra. Mời hai bạn nhắm mắt lại. 1 2 3 Hết thời gian. Trái tim ra cùng đỏ, mời em qua đây. Một cô giáo năng động, một chàng trai trẻ trung hít đất 6 cái không nổi. Hãy nắm tay nhau và hãy dành cho nhau một nụ hôn để kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp mặt.
Đây, gửi tặng cho em món quà của chương trình để làm đẹp nè. Dạ, cảm ơn chị. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Tặng cho hai bạn những chiếc vé xem phim để đi xem phim với nhau nè. Nắm tay nhau đi, đừng bao giờ buông ra. Có tin vui thì hãy báo cho chương trình biết. Yeah. Đẹp đôi lắm đó nha, xứng lắm đó nha. Nhớ nha, 20 cái hết đất mới gả nha. Được không? Được, rồi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hôm nay rất là vui đúng không quý vị? Và bây giờ thì chúng ta phải nói tạm biệt thôi. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất quen thuộc của chương trình, 12 giờ thứ tư và 8 giờ sáng thứ năm hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika, tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Cát Tường xin chào đón quý vị, chào mừng quý vị đến với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc với phiên bản Ghép Đôi Như Ý. Và một lần nữa Cát Tường xin chân thành cảm ơn nhãn hàng bột giặt Joy 2-1, giặt và xả 1 đã tài trợ chính cho chương trình. Ngày hôm nay cũng như thường lệ thôi, Tường xin giới thiệu với quý vị 4 người tham gia chương trình. Xin mời cho Tường kết nối với bạn nữ ở ô cửa màu đỏ. Hello, chào em gái. Dạ, em chào chị Cát Tường. Rồi, bây giờ là đến cô gái ở vị trí ô cửa màu xanh. Dạ, em chào chị Cát Tường. Chàng trai ở vị trí ô cửa màu đỏ. Trời, vest đồ lịch sự quá ta. Dạ, em chào chị Cát Tường. Và bạn trai cuối cùng ở vị trí ô cửa màu xanh. Hello. Chào chị Cát Tường ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu làm quen với bốn bạn trẻ ngày hôm nay nhé. Xin mời quý vị cùng hướng mắt về màn hình để xem những cái đoạn video clip tự giới thiệu bản thân của các bạn. Hi, xin chào mọi người, mình tên là Cảnh, mình sinh năm 97, mình sinh sống tại Đắk Lắk. Công việc của mình là làm lễ tân nhà hàng của một khách sạn tại trung tâm thành phố Đà Lạt. Vì tình hình dịch bệnh nên là mình về nhà. Vào thời gian rảnh mình trồng một số loại cây hoa lá tạo không gian xanh cho cái căn nhà của mình. Từ khi mình về thì công việc bếp núc, nấu nướng, đồ ăn, các thứ đều do mình đảm nhiệm. Vì vậy là mình cũng thường làm một số loại bánh, chè, một số loại nước uống cho gia đình mình thưởng thức. Sở thích của mình thì mình thích đi du lịch đây đó với bạn bè và gia đình. Xin chào mọi người, mình tên là Nguyễn Văn Nam, hôm nay mình 28 tuổi. Quê của mình là ở Kiên Giang, hiện tại mình đang sinh sống và làm việc tại thành phố Vũng Tàu. Thì hôm nay cũng thông qua chương trình Ghép Đôi Thần Tốc làm cầu nối để cho mình với một nửa kia sẽ gặp nhau và cùng nhau phấn đấu xây dựng tương lai tươi đẹp hơn. Xin chào mọi người, mình tên là Phi Hồng, mình đến từ Bình Thuận, năm nay mình 25 tuổi, hiện tại mình đang làm công việc về mảng thiết kế và in ấn tại thành phố Hồ Chí Minh. Sở thích của mình là ca hát, nấu ăn, đọc truyện, nghe nhạc, xem phim. Với tình hình dịch bệnh hiện tại thì mình không có đi làm, mình chủ yếu ở nhà nghiên cứu về các món ăn. Giải trí thì mình thường hay đọc truyện và xem phim. Mình thích một người con trai chững chạc, chu đáo, biết quan tâm, chịu lắng nghe, chịu chia sẻ cùng với nửa kia. Một người lịch sự, lễ phép và nghiêm túc trong các mối quan hệ. Xin chào mọi người, mình tên là Nguyễn Văn Vũ, mình năm nay 29 tuổi, sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của mình hiện tại là văn phòng cho một công ty xây dựng. Cụ thể là mình triển khai bản vẽ để mọi người ở ngoài thi công. Do đặc thù công việc mà hiện tại thì mình vẫn chưa có người yêu. Mình hiện đang làm việc 3 tại chỗ. Do mùa dịch cho nên là số người đi làm được cũng rất là ít. Như các bạn thấy thì đây là văn phòng làm việc của mình. Thì ngoài thời gian làm việc 3 tại chỗ thì mình cũng hay đi tới lui ra ngoài công trường như một cách để tập thể dục. Thì hiện tại dịch bệnh vẫn còn phức tạp nên mọi người chúng ta cùng nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh, thực hiện các biện pháp 5K để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng nhé. Ấn tượng của chị Tường mình thật là rất là tuyệt vời về các bạn, nhưng bây giờ thì phải xem ấn tượng các bạn như thế nào nha. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt Joy 2-1 mới làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bông, thơm và mềm.
Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2-1, giặt và xả tất cả trong một. Bây giờ chị sẽ đối bạn gái ở vị trí màu ô cửa màu đỏ nè. Hai anh chàng vừa rồi, anh chàng nào ngồi ở ô màu xanh, anh chàng nào ngồi ở ô màu đỏ? Dạ, theo em thì em nghĩ là cái bạn trai số 1 là ở ô cửa màu đỏ. Còn trai số 2 là ở cửa màu xanh, em nghĩ vậy. Rồi vậy thì còn bạn gái ở ô cửa màu xanh, em thì đoán như thế nào? Dạ em nghĩ là bạn trai thứ nhất là ở ô cửa màu đỏ và bạn trai thứ hai là ở ô cửa màu xanh nè. À như vậy là hai bạn nữ đều có một cái suy đoán giống như nhau. Thế còn chàng trai ở ô cửa màu đỏ, em có ấn tượng với bạn với cái đoạn video clip nào? Em thì cảm thấy bạn số 1 thì cũng có một tí xíu gọi là tương đồng với sở thích của em á. Tại vì em cũng thích trồng cây. Còn bạn trai ở ô cửa màu xanh thì sao? Em ấn tượng với bạn nữ nào? Em thì em ấn tượng với bạn nữ ở ô màu xanh. Ấn tượng với cái giọng nói của bạn. Với lại cái sở thích nấu ăn với đọc sách của bạn thì em nghĩ là mình cũng có một những cái sở thích giống giống như bạn. Thấy các bạn có vẻ là có một cái sự tương thích cũng là trùng trùng với cái ô cửa của mình đó. Thế thì bây giờ mình sẽ đi sâu hơn nè. Mời em gái ở ô cửa màu đỏ sẽ giới thiệu rõ hơn về bản thân mình. Dạ, em xin chào chị Cát Tường, chào mấy bạn cùng chơi. Em tên đầy đủ là Hoàng Thị Cảnh ạ. Công việc của em là em làm lễ tân nhà hàng của một khách sạn ngay trung tâm thành phố Đà Lạt luôn. Nhưng mà do tình hình dịch ấy, nên thành ra là công ty hiện tại là đang tạm đóng cửa nên là em về nhà. Nhà ở Đà Lạt luôn đúng không? Dạ, nhà của em thì là ở Đắk Lắk. Cảnh giới thiệu một chút xíu về điểm mạnh điểm yếu của em đi Cảnh. Điểm mạnh của em á thì em dễ hòa đồng với lại bên nấu ăn. Điểm yếu của em thì em thích làm nhiều thứ nhưng mà em hay vụng quá chị. Em thích làm nhiều thứ nhưng mà em hay vụng quá chị. Rồi hay quên, hơi một chút gọi là nóng tính quá chị. Nãy em chia sẻ là mùa dịch em về nhà thì em có hay em nấu nướng những bữa ăn cho gia đình thì mình thường hay nấu những món gì? Món tủ của em là món gì Cảnh? Em nghĩ là em không có món tủ gì hết đó chị. Cái món nào em cũng làm được. Miễn sao là có nguyên liệu là em làm được hết. Nhưng mà em thì kêu là nấu nướng như vậy thì cũng tạm ổn. Nhưng mà để đi làm dâu thì còn hơi bụng với con ạ. Để đi làm dâu thì còn hơi bụng với con ạ. Em nói vậy đó chị. Vậy là em cũng sẵn sàng đi làm dâu đúng không? Em thì em không ngại chuyện làm dâu. Bây giờ qua tới bạn Nam ở vị trí màu đỏ luôn. Rồi em giới thiệu đi. Em tên là Nguyễn Văn Nam, sinh năm 1995. Quê em ở Kiên Giang nhưng mà đang sinh sống ở thành phố Vũng Tàu á chị. Công việc của em thì hiện tại thì quản lý cho một cửa hàng ghế massage á chị. Nhưng mà em có ý định trong tương lai của mình là như thế nào không? Mình muốn lập nghiệp luôn ở Vũng Tàu hay là ở Sài Gòn hay ở đâu, hay là mình muốn về quê của mình? Dạ lập nghiệp thì chắc em cũng lập nghiệp ở Vũng Tàu luôn chị. Nếu như mà tìm được một bạn gái mà cũng tương đồng ý hợp với em á, nếu được thì chắc cũng phải qua năm này em cũng lập gia đình luôn. Rồi cũng phải mua nhà ở đây chứ. Cái này em đã dự trù lâu rồi chị. Vậy là coi như là kinh tế cũng ổn định rồi, có khả năng mua được cái nhà nho nhỏ ở Vũng Tàu rồi đúng không? Dạ lấy vợ rồi em cũng sống ở Vũng Tàu luôn chị. Hoặc là có thể rồi. Là nếu như mình lĩnh động được thì em cũng tôn trọng ý kiến của người bạn gái á. Ví dụ như bạn muốn sống ở đâu, muốn lập nghiệp ở đâu thì mình cũng có thể là theo bạn được. Em có điểm mạnh điểm yếu gì? Điểm mạnh của em là hiểu được tâm sự của mọi người á chị. Em biết nấu ăn và làm những việc trong gia đình em làm được hết. Còn điểm yếu của em là hay tin người quá chị, cũng bị người ta dụ hoài à. Mà em không bỏ được cái tính tin người chị à. Rồi bây giờ thì qua đến hai bạn ở ô cửa màu xanh nè. Hồng ơi, bây giờ Hồng giới thiệu trước cho chị nha. Chào chị Cát Tường và ba bạn tham gia. Em tên là Huỳnh Phi Hồng. Em đến từ Bình Thuận, năm nay em 25 tuổi. Ủa sao đặt tên giống phim Hồng Kông quá vậy, giống tên con trai quá vậy? Hồi đó em đi học thì thầy cô cũng hay nghĩ em là con trai không mà. Em đứng lên nói là, ủa con gái hả? Ủa con gái hả? Tại vì hồi xưa bố em cũng xem phim á chị. Bố em thích phim kiếm hiệp, thích phim võ thuật cho nên là đặt tên em như vậy. Tôi y lắm, trời ơi. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh là em vui vẻ, em cũng biết nấu ăn. Điểm yếu thì em hơi nhát về cái việc mà đi tốc độ ngồi trên xe máy á chị. Rồi em hay lo xa. Lo xa lắm hả? Lo xa cái cỡ nào lẫn lo xa cái gì đâu? Nói chị nghe thử cái vụ lo xa coi. Ý là lo xa là em hay tự tưởng tượng một cái vấn đề gì đó lên á chị. Xong rồi cái em làm cái vấn đề đó nó thái quá lên. Bình thường em đi ra khỏi nhà là em hay khóa cửa, em kiểm tra kỹ cẩn thận lắm. Xong rồi tự nhiên đi lên công ty, xong rồi tự nhiên em đang làm cái tự nhiên em nghĩ ra vấn đề là ủa không biết hồi sáng mình có khóa cửa chưa ta. Lúc đầu em lo sợ,
Thế em nghĩ là, ủa nhưng mà sáng nào mình cũng kiểm tra rồi, nhưng mà em vẫn không yên tâm, em đã chạy về nhà. Lo xa thái quá mà thêm sự tưởng tượng nữa. Rồi bây giờ tới bạn trai cuối cùng nè, ở ô cửa màu xanh cười tươi lên nè. Dạ, em chào chị Cát Tường và ba bạn cùng chơi cùng khán giả đang xem đài ạ. Em tên là Nguyễn Quang Vũ, em 29 tuổi. Em hiện đang làm văn phòng, làm công việc bên xây dựng. Điểm mạnh đi. Em thì rất là hòa đồng, dễ tính. Khi mà mới nói chuyện thì có thể là em hơi ngại, hơi ít nói, cho nên là nhiều người nghĩ em là chắc khó tính lắm. Em thì bình thường thì em nghĩ là cũng hơi làm biếng. Đó là cái tật xấu mà em. Vũ trải qua mấy mối tình rồi? Em thì trải qua được 3 mối tình chính thức. Nhưng mà giờ chị muốn hỏi mối tình mà gần đây nhất của em nè, là mối tình cách đây bao nhiêu lâu rồi? Mối tình gần nhất thì em nghĩ chắc là cách đây khoảng 2 năm gì. Kéo dài khoảng 1 năm xong là chia tay luôn cái gì. Thì một phần là do cái thời điểm đó là em đi làm thì nó khá là nhiều áp lực đó. Nên là có những cái giai đoạn em cảm thấy là mình không có dành nhiều thời gian cho bạn nữ đó. Thì bạn nữ đó bạn cũng cảm nhận được cái chuyện đó. Từ từ nó lạnh nhạt dần. Nếu như bây giờ em có bạn gái thì em nghĩ rằng mình có thời gian hay là có điều kiện để mà chăm sóc hay là quan tâm đến người bạn gái của mình chưa? Sau những cái mối tình đã qua thì em cũng có kinh nghiệm như bản thân. Thì sẵn sàng mà mình có những cái mục tiêu nhất định rõ ràng. Em cũng muốn tìm hiểu, thì nếu mà được thì cũng muốn tiến tới kết hôn trong năm sau. Cố lên nha! Hy vọng lần này em sẽ thực hiện cái điều em mong muốn. Rồi, thế thì Hồng ơi, chị vừa mới nói chuyện với anh Vũ ở ô cửa màu xanh xong, thì bây giờ đến phiên em, tình trường của em như thế nào hả Hồng? Dạ, em thì hai mối tình nhưng mà chưa hẳn gọi là hai mối tình chị. Mối tình đầu thì năm em học cấp 3 lớp 12, cách đây 2 năm thì em có tìm hiểu một cái anh đó. Em cảm giác là anh đó chỉ dừng lại ở cái chỗ là thích em thôi chứ không phải là yêu. Mà em thì không có muốn mất thời gian cho những cái mối quan hệ mà đã xác định là không đi được lâu dài. Em quyết định là dừng lại. Như vậy là Hồng cũng có sẵn sàng cái tâm lý đi tới hôn nhân là Hồng cũng ok đúng không Hồng? Dạ đúng rồi chị. Cho chị hỏi luôn một chút nữa, ví dụ làm dâu thì Hồng có đồng ý không? Em thấy cái vấn đề làm dâu là cái chuyện bình thường lắm luôn á chị. Em thấy cái vấn đề làm dâu là cái chuyện bình thường lắm luôn á. Hồng muốn tìm một cái mẫu người bạn trai hay là cái người chồng của mình là cái người như thế nào? Em thích một người chững chạc nè, có công việc ổn định, cao hơn em như là tầm khoảng 1m7 trở lên đó chị. 1m68 cũng được, 1m68 cũng được, tại vì em cao có 1m5 mà. Em cao có 1m5 mà. Có cái điều gì mình không thích ở người bạn trai không? Em không thích con trai mà nói quá nhiều. Rồi bây giờ chị hỏi nè, Vũ ơi, Vũ cao mét mấy Vũ? À, em khoảng 1m68-1m69 đó chị, cỡ như bạn nữ mong muốn. Được rồi, vậy là đúng chuẩn rồi. Thế còn Vũ cho một vài thông tin về cái người bạn đời lý tưởng của mình đi, em muốn như thế nào? Dạ, em cũng có vài điểm giống bạn nữ, như là em không thích một người mà mình bạn nữ mà nói quá nhiều đi. Là em thì thích bạn nữ gọi là cũng biết nội trợ một chút. Có điều gì không thích ở người bạn nữ nữa không? Trải qua 3 mối tình mà em có một cái đúc kết là em không thích là dụ như bạn nữ hay vợ mình khi có chuyện buồn á là hay đang trạng thái lên Facebook á. Bây giờ mà đang như vậy thì có quá nhiều sự quan tâm nên thật ra là em cảm thấy em không thích cái điều đó hết. Ghen phải không? À, vấn đề là mình sợ khi người ta đang buồn hay gì đó thì người ta sẽ dễ bị thả lỏng á. Cho nên là em rất là không thích cái chuyện đó. Nhưng mà thường các bạn nữ á, mà hay bị buồn hay giận người yêu gì đó cứ hay đăng lắm, hôm nay tôi buồn quá, trầu quá, chán quá. Tại vì người ta đang cô đơn, người ta muốn có nhiều người quan tâm nên người ta đăng như vậy. Và mỗi lần đăng như vậy là thả thính. Thả thính thì nhiều chàng trai vô hỏi thăm hả? Cho nên là không thích. Hồng ơi Hồng, lúc mình buồn mình có hay đăng trạng thái lên Facebook là tôi đang buồn không Hồng? Dạ không chị. Em là quan điểm chơi Facebook, chơi mạng xã hội của em là chỉ nên chia sẻ những cái chuyện vui, những cái làm cho tinh thần thoải mái, chứ em không có thích chia sẻ những cái câu chuyện buồn của em lên trên Facebook, trên mạng xã hội. Rồi ok, rồi chị cảm ơn hai bạn ở ô cửa màu xanh nha. Bây giờ qua tới màu đỏ nè. Cảnh ơi, mình chia sẻ một chút xíu về tình trường của mình nha Cảnh. Em trải qua là 4 mối tình rồi chị. Cái mối tình nào sâu sắc là đặc biệt nhất của mình nè? Dạ thì có cái mối tình thứ hai á, là bọn em quen nhau được 3 năm. Em cũng về nhà bạn đó rồi cũng thăm gia đình, nói chung là cũng đã có ra mắt hai bên rồi. Có một sự cố là mẹ của cái bạn đó có vẻ không ưa em lắm, không ưa em lắm, có cái ác cảm với em á. Ngay từ đầu rồi thì trong 3 năm đó thì em cũng cố gắng để mà làm cho bác gái có cái lối suy nghĩ khác về em á. Nhưng mà bác vẫn cứ giống kiểu là không ưa ngay từ đầu á, nên là thành ra là gây khó dễ cho em. Nếu như mà người yêu của em mà làm sai thì bác đấy không cần biết đúng hay sai, cứ gọi điện lên là quy cho là em thích cho bạn ấy làm như thế với lại gia đình bạn ấy.
mặc dù là chuyện đó không liên quan gì đến em mà em cũng không hề biết luôn. Hai bạn không có cái cách nào giải quyết khác hả? Trước khi chia tay thì hai đứa có bàn bạc với nhau, có thương lượng với nhau, có cố nắm níu với nhau không? Bạn trai thì cũng cố níu em lắm, tại vì bạn cũng thương em mà em cũng thương bạn nữa, nhưng mà bố mẹ em cũng không đồng ý, tại vì nếu như mà em về làm dâu nhà đó thì em sẽ không thở được đâu. Bố bà mẹ nào mà muốn con gái mình mà đi làm dâu ở một cái nhà nó khó như vậy. Thôi không phải duyên, mình cũng cố gắng hết sức rồi, bỏ qua. Bây giờ em muốn tìm một người chồng tương lai là người như thế nào nè? Mỗi bạn trai lý tưởng của em á, để mà tiến tới hôn nhân á, thì em muốn là một người trưởng thành. Rồi em không thích là ra đường mà nó hơi xề xóa á chị. Rồi bạn trai thì em không thích là hút thuốc. Tầm nhậu thì em vô tư. Nhậu là vô tư mà hút thuốc lá là không được phải không? Rồi cho chị hỏi thử Nam coi. Nam ơi, Nam biết nhậu không? Dạ em mấy cái môn đấy không có gớ chị ơi. Em có giao tiếp mà trong cái chừng khoảng tầm 3-4 lon trở lại à. Vậy còn thuốc lá thì sao? Thuốc lá em bỏ được gần năm rồi chị. Hơn cho em chứ bây giờ bạn cảm là không có thích được mùi thuốc lá. Tình thường của Nam thì như thế nào? Dạ em thì trước giờ em quen cũng khoảng tầm 3 mối tình đó chị, nhưng mà chính thức thì chỉ có một người thôi chị. Quen nhau cũng hơn 2 năm á. Cho tới lúc mà chia tay thì cũng vì một cái lý do đó, chính là cơm áo gạo tiền đó chị. Bạn đó nói giờ muốn lấy nhau thì phải có nhà, có xe. Em thì em nói là bây giờ cái gì thì cũng có, quan trọng là em phải biết là mình nằm ở đâu, mà hiện tại mình đang ở chỗ nào. Em muốn có nhà có xe thì sẽ có. Nói chung là đời này không ai nghèo hết đó chị à. Chỉ quan trọng nhất là có cái chí cầu tiến hay không. Bạn ấy muốn nhà xe có nghĩa là muốn em phải có nhà xe thì mới đám cưới, hay là có nhà xe thì mới quen, hay là muốn mua nhà xe cho bạn ấy, hay là như thế nào? Dạ có nhà có xe mới chịu cưới đó chị. Còn em thì em nói cái gì cũng có, miễn xác định yêu thương nhau, đến với nhau thì từ từ cái gì cũng có, đúng không? Cho nên là nó không có hợp khẩu trong cái gu, dạ, trong cái rồi. Nhận thức, trong cái quan điểm, trong cách nói chuyện chứ gì, đúng không? Dạ vâng. Vậy thì bây giờ thật sự thì Nam muốn tìm một cái người bạn đời mình là người như thế nào nè? Tính của em rất là dễ, gia đình em cũng vậy, không có đòi hỏi gì hết đó chị. Em thì chủ yếu là bạn nữ phải biết quan tâm và chia sẻ mình những lúc mà mình, thí dụ mình phát từ công việc á, mình muốn có một cái nơi nào đó để mình tâm sự á chị. Đối với em là sắc đẹp nó không quan trọng, quan trọng là cái tính tình đó chị ạ. Thế thì nãy em có nghe cái câu chuyện tình của bạn Cảnh rồi. Cái mối tình thứ hai á là bọn em quen nhau được 3 năm. Có một sự cố là mẹ của cái bạn đó có vẻ không ưa em lắm, có cái ác cảm với em á, ngay từ đầu rồi. Nếu như mà người yêu của em mà làm sai thì bác đấy không cần biết đúng hay sai, cứ gọi điện lên là uy cho là em thích cho bạn ấy làm như thế với lại gia đình bạn ấy. Mặc dù là chuyện đó không liên quan gì đến em mà em cũng không hề biết luôn. Thí dụ trường hợp em sau này em có một người bạn gái nhưng mà em yêu, em muốn cưới rồi nhưng mà giờ ba mẹ em không đồng ý thì em sẽ xử lý như thế nào? Dạ cái trường hợp này thì không bao giờ xảy ra đâu chị. Tại vì em thì cũng là con trai trưởng, em cũng tự lập từ hồi nhỏ tới giờ á chị. Cho nên ba mẹ em rất là đồng ý, bất cứ cái gì em làm là đều đồng ý hết. Chỉ cần con mình cảm thấy là con mình tốt là ba mẹ em đồng ý hết hả chị. Nhà em thì siêu dễ luôn. Thì bây giờ trước tiên là các bạn cũng đã lắng nghe được những cái quan điểm của nhau, những cái chia sẻ của nhau, và chị Tường biết bây giờ các bạn cũng đang tò mò lắm rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái vòng 2, đó là mình sẽ mở cửa trái tim ra để cho các bạn được kết nối với nhau nha. Rồi xin mời cho 4 bạn được nhìn thấy nhau và trò chuyện trực tiếp với nhau. Hi, xin chào các bạn. Chào em. Dạ em chào. Hi. Chào hai anh, chào bạn nữ. Chào bạn. Vũ ơi, Vũ là nhìn thấy Hồng, Vũ có thấy có giống gì nãy giờ mình đoán không, mình tưởng tượng không? Em thì em thấy bạn nào cũng xinh hết. Thì nói chung là em thấy cái người mà vẽ cái hình ở trong cái khung thì cũng khá là giống, cho nên là khi mà thấy các bạn ở đây thì em thấy là rất là giống như trong hình. Bây giờ chị sẽ đưa cái chủ đề thôi, rồi các bạn sẽ thảo luận với nhau cho nó sôm lên, cho nó vui lên, và để mình hiểu nhau, mình giao lưu với nhau được nhiều hơn nha. Thí dụ như sau này mình có chồng, mình có vợ, mình có người yêu nè, thì các bạn xử lý như thế nào khi mà đưa ra cái chủ đề như thế này về cái việc là kiểm soát điện thoại? Người bạn gái thì bắt bạn chàng trai là phải đưa cho mình coi, chàng trai thì không đồng ý, thì với cái chủ đề này các bạn xử lý ra làm sao? Hồng ơi, Hồng cho biết nhận xét của Hồng đi. Xem tin nhắn của người bên kia là thuộc về cái vấn đề riêng tư, nhưng mà nếu
mà trong cái quá trình quen nhau mà em cảm nhận anh ấy có những cái như là những có những cái mối quan hệ mập mờ á, thì em sẽ đề nghị xem cái được xem tin nhắn của anh ấy. Có nghĩa là em vẫn tán thành cái việc là mình cũng phải được quyền kiểm soát cái điện thoại của người mình yêu, đúng không? Dạ đúng rồi chị. Không coi ai biết gì với chồng, nhiều khi quen mình mà nó còn tù ti tú tí với cô nào khác rồi sao, đúng không em? Trời ơi, thà bắt lầm còn hơn bỏ sót. Đồng ý. Cảnh thì sao? Theo em á, thì nếu mà khi mà đã quen nhau rồi á, thì không có cái chuyện gì mà phải giấu giếm hết chị. Nếu mà một khi mà đã giấu giếm á, nó phải có cái gì đấy gì bằng tan không cho xem được. Nếu mà không có gì thì nó chả phải cho xem được. Em nghĩ vậy á. Đó là ý kiến của hai bạn gái trẻ. Và kính thưa quý vị, hôm nay trong chương trình này có tới 3 người phụ nữ cùng ý kiến như nhau. Tôi cũng đồng ý hài tài với hai bạn gái. Bây giờ nghe các quý ông sẽ phản bác lại như thế nào nhé. Rồi bây giờ mời Vũ, em có sẵn sàng cho bạn gái kiểm tra điện thoại của mình hay không? Nếu mà thực sự mà cần phải cho xem thì em vẫn sẽ cho xem. Nhưng mà em nghĩ là cũng không nên kiểm tra những cái tin nhắn điện thoại thường xuyên của chồng, là tại vì cá nhân bạn bè ai cũng sẽ có những cái group chat riêng, là nhóm nam và nhóm nữ. Khi mà bạn nữ mà vô tình mà xem những tin nhắn của cái hội mà hội bạn nam đó thì em nghĩ là nó sẽ cũng không hay lắm. Em thì em nghĩ là nếu mà thực sự cần phải giải thích cái sự chung thủy của mình thì mình sẽ cho coi thôi, nhưng mà còn vấn đề kiểm tra tin nhắn thường xuyên thì em nghĩ là không nên. Cho hỏi nhỏ một chút, thường trong cái group các bạn nam đó là nói về chủ đề gì mà không cho phụ nữ coi vậy? Bình thường thì em nghĩ là nói cũng vấn đề nhiều lắm, có thời sự thế giới phụ nữ cũng có, đó là công việc cũng có, cho nên là những cái thì em nghĩ là nó tế nhị, nếu phụ nữ đọc được thì nó cũng không hay lắm à. Dạ. Nhiều khi cả chục anh cũng xúm lại lập lên cái group rồi cũng bàn tán về chị em phụ nữ á. Ê, xóm tao có con nhỏ đó, già nó trắng, sáng nào cũng đi xách cái giỏ đi chợ, én nhìn đá gì đâu tụi bay rồi ha. Rồi chụp lén quay cái cô đó gửi vô group cho nguyên cả nhóm bàn tán rồi chơi. Đúng không? Đó là có. Bây giờ mời Nam chia sẻ về cái chủ đề từ nãy giờ ha. Em thì một người rất là, nói chung là ngay thẳng về cái vấn đề mà điện thoại. Nếu mà đã quen bạn gái rồi thì em cũng không có gì mà che giấu hết á chị. Tính em cũng dễ lắm, cho nên em cũng không có phản bác gì. Ví dụ mà bạn nữ mà có kiểm tra điện thoại hay không là bình thường à. Muốn nghe tiếng ý kiến của chị khác đường không? Dạ có. Cái ý kiến của Vũ cũng đúng, ta là đàn ông với nhau cũng có những cái chuyện vui mà nó cũng không ảnh hưởng gì đến cái tình yêu của các bạn nam dành cho mình, thì mình cũng nên tôn trọng cái riêng tư của người ta. Nếu như mình cứ khăng khăng mà mình cứ kiểm tra ngày nào mình cũng cứ lấy điện thoại của chồng mình hay bồ mình kiểm tra thì cũng làm cho cái người ấy cảm thấy là khó chịu, hoặc là giống như mình không có được cái sự tin tưởng. Nhưng mà chị có cái chiều vậy, không có vụ mỗi ngày mỗi kiểm. Chị để đó cho mấy bạn thấy giống như là tưởng đâu mình lơ là ha. Mấy bạn cứ đi gieo. Lâu lâu chị gặt một cái rét mà gặt hết thì đã coi như là công cấp. Lâu lâu mình thấy cái gì bất ổn đó, mình làm một trận là trận nào là mình làm cho lớn luôn. Là mình vô mình thay thế bạn trai mình trả lời hết mấy cô nào mà có trong bạn điện thoại bạn trai mình à. Còn không thôi, nào mình quế mình đặt, mình thấy quế mình chặn mình lóc luôn. Xóa số luôn cho bạn trai, mất tích, mất số liên lạc luôn. Lâu lâu mình làm lần 1-2 trận thôi đó. Tôi làm vậy được không anh Nam? Dạ được chị. Sao Vũ, sợ không Vũ? Riêng em thì em là không có em gái nuôi hay là chị gái gì hết. Em là chỉ có những cái người mà thực sự là người thân trong gia đình thì em mới lưu trên mạng, lưu trên Facebook thôi. Cho nên là trong cái clip của em thì hầu như là nếu mà nữ mà bạn thì không có, em là bạn bè nữ là không có. Nhớ nha, nhớ cái chiêu này của chị Tường nha hai em. Dạ. Nghe cảm nha không? Dạ. Rất là hiệu quả, coi như là diệt cỏ là diệt tận gốc cho chị. Bất đột xuất là nó không có cái cơ hội nào mà chống chế hết trơn á. Ok rồi, thôi tôi đừng đốt nhà người ta nữa, người ta đang tìm người yêu mà chị Tường làm ghê quá. Bây giờ mình vô chủ đề thứ hai. Cái chủ đề này sẽ về sự nghiệp và tình yêu nha. Nói chung là cái sự nghiệp của người đàn ông và cái chuyện tình yêu thì nó như thế nào, cái nào nó sẽ là quan trọng, mình sẽ cân đối nó ra làm sao. Bây giờ chị hỏi Vũ trước. Nếu bây giờ em quen một cái bạn gái mà giờ em muốn kết hôn, nhưng mà bạn gái nói là chê cái sự nghiệp em chưa có ổn định, thì lúc đó em sẽ phản ứng như thế nào? Em thì em chưa có gặp cái trường hợp này bao giờ, nhưng mà em toàn là gặp trường hợp là bạn nữ quá mà. Bản thân bạn nữ chưa có sự nghiệp, không muốn cưới. Em nghĩ là nếu mà trường hợp của em thì bạn nữ bảo là do anh chưa có sự nghiệp, thì cái đó là cũng đúng. Tình yêu thì không có màu hồng được. Mình những gì mình nói với nhau nó khác hẳn với việc mà khi mà mình về ở chung với nhau. Nếu mà không có kinh tế mà không thể lo được cho gia đình thì em nghĩ là tội cho bạn nữ và con cái sau này. Nó là mình cảm thấy mình không có trách nhiệm.
Nếu mà trường hợp mà em chưa có sự nghiệp thì em sẽ không quen ai hết. Còn khi mà đã quen rồi, cho dù lúc đó mà em mới xuất hiện ra nữa thì em nghĩ em cũng sẽ cưới luôn. Thì nếu không cưới thì mình mất cái cơ hội đó. Tại cái tình cảm một người nó không dễ mà mình tập lại cái việc mà yêu một người khác nữa. Nên là em sẽ trân trọng cái mình đang có, chứ mình không có từ bỏ đâu, mình chọn cái này cái kia sau. Cho nên là ngay từ đầu mình phải là cảm thấy là mình ổn rồi mình mới đi tìm bạn gái, đúng không? Dạ đúng rồi. Thế còn là nam thì sao? Giống như cái bạn gái trước của em á, thì giờ nói anh chưa có nhà chưa xe, em không đồng ý để lấy anh. Thì em thấy đó cũng là một cách là để nói về tình yêu của một con người đối xử với một con người. Xe cộ, tiền bạc thì đó là một cái vật thì chắc cú là mình phải cần tới, tại vì mình vì nó mà mình sinh sống hàng ngày mà. Còn cái tình cảm thì không thể nào mình lấy tiền hay không xe cộ nhà cửa để mình đắp vào đó được hết chị. Và nếu như hai người mà đồng ý yêu nhau thì mình có thể là cùng nhau xây dựng một tương lai. Nếu mà cảm thấy một thời gian mình quen nhau á mình chưa đi được tới đâu hết thì ok, mình thể mình dừng. Bởi vì bạn Nam cũng đã từng rơi vào cái hoàn cảnh đó rồi ha Nam ha, cho nên mình cũng có suy nghĩ chín chắn về cái điều này, đúng không? Cảnh thì em nghe chia sẻ của bạn Nam thì em có suy nghĩ gì? Nam nói có phần ý kiến giống như em. Nếu như mà mình đã gặp đúng người rồi đó, thì mình vẫn có thể lập gia đình trước và sự nghiệp mình tính sau cũng được, miễn sao là cái bạn nam đó là có tính cầu tiến là được. Thế còn Hồng thì có suy nghĩ như thế nào? Em nghĩ là để đi đến được cái hôn nhân á, thì có tình yêu thôi chưa đủ, cần phải có sự nghiệp. Khi mà kết hôn rồi mà sự nghiệp không ổn định, nó sẽ kéo theo nhiều cái vấn đề xảy ra giữa hai vợ chồng. Nếu mà bạn nam chưa có sự nghiệp, em sẽ để cho anh ấy tiếp tục phát triển cái sự nghiệp, nhưng mà tụi em vẫn duy trì cái tình yêu đó cho đến lúc mà anh ấy có được sự nghiệp rồi thì sẽ đi đến hôn nhân chị. Nhưng mà nó phải có cái thời hạn chứ, tuổi thanh xuân con gái đâu có thể kéo dài được. Rủi ông chờ ông 10 năm mà ông vẫn chưa thành đạt thì làm sao cưới? Dạ, giới hạn về thời gian cụ thể thì em không có ước lượng ra được, nhưng mà em nghĩ nếu mà anh ấy yêu mình thiệt thì anh ấy sẽ rất là cố gắng rút ngắn cái thời gian mà phát triển cái sự nghiệp ngắn nhất. Hôm nay chị là thấy hai cái cặp mà dự ghép này là có vẻ ổn ổn về cái tư duy, về cái quan điểm, nhưng đó chỉ là nhận xét chủ quan của chị Tường thôi. Cái chính cũng là tụi em nha. Thế bây giờ trước khi mà đi vào cái phòng cuối cùng để mà chúng ta đưa ra cái kết luận của mình là mình có muốn là kết nối với ai trong chương trình ngày hôm nay không, thì chị muốn các bạn hãy mở lòng mình ra một lần nữa. Đây là cơ hội để mà tỏ tình hoặc là cơ hội để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu từ các chàng trai đi. Các chàng trai là phải mạnh dạn. Bây giờ chị hỏi Vũ muốn hỏi gì không? Em với bạn Hồng cũng có nhiều cái quan điểm cũng tương đồng với nhau. Mình không nhất thiết là phải tìm một cái người phù hợp với mình lắm, mà mình có cảm xúc dai thì mình nên là chấp nhận những cái tính cách suy nghĩ của các bạn đó, thì nó sẽ tốt hơn là cứ tìm cái người mà thật sự là phù hợp với mình. Thì em nghĩ là không có. Chị đồng ý với Vũ đó, tình yêu đó là quan trọng ở cái cảm xúc đầu tiên khi mình gặp mặt nhau. Bây giờ Hồng hát tặng chương trình một bài hát cho vui đi nè. Nghe nói là em cũng thích hát lắm đúng không? Em xin hát một đoạn của bài Yêu Thầm. Có lẽ anh chẳng cần một người như em cứ muốn ở gần, vì ngoài kia có biết bao người đến. Có lẽ anh đã thương mến người khác em, vì có lẽ anh chẳng hề hay biết có em ở đây. Vì sợ ánh mắt ấy sẽ nhìn thấy em vốn không được xinh xắn như bao cô gái bên anh. Cảm ơn Hồng nha, để đó cảm xúc, để đó dành cho các anh, để một lát nữa mình quyết định nha. Rồi bây giờ quay qua tới Nam nè. Nam ơi, hiện tại em có suy nghĩ như thế nào? Cảm xúc của em ra sao? Cảm xúc thì thật sự thì em không biết nói sao, chứ em thấy giờ ai em cũng có cảm xúc hết. Ai em cũng có cảm xúc hết. Cảm xúc ở đây là mình hân hoan, mình chào đón một bạn mới đó chị. Nam ơi, vậy thì bây giờ bên nhà gái đại diện cũng có em Hồng hát rồi. Bây giờ Nam là dân miền Tây nè, mà đừng nói tôi không biết hát nha. Hát bài tặng chương trình nè, đại diện bạn Nam nè. Nói vậy chứ em ca một câu giọng cổ nha, một câu dân ca miền Tây thôi chị ạ. Mời em đến đây, quê anh ruộng lúa bao la đầy đồng,
gió nhẹ nhàng lay ngả nghiêng cành lá chỗ bông. Dạ thuộc có nhiều đó chị. Làm tôi đang đợi ông lấy cái hơi ông lên câu giọng cổ dài ông xuống xề cái ai về ông làm có hai câu. Rồi bây giờ người còn lại là Cảnh nè. Cảm xúc hiện tại của em là em cảm thấy vui vì hôm nay được lên đây. Hai bạn nam thì bạn nào cũng trưởng thành hết. Nói chung là cũng có hướng ổn định lâu dài, có gia đình rồi. Thế thì bây giờ các bạn đã trò chuyện cũng khá lâu rồi ha. Tôi nghĩ rằng ai giờ phút này cũng có những cái suy nghĩ riêng trong đầu của mình hết. Và bây giờ là đến lúc mình đưa ra cái quyết định của mình. Nếu như mình muốn được kết nối với một cái người ở ô cửa màu nào thì mình đưa cái hình trái tim màu đó lên. Còn nếu chúng ta cảm thấy là trái tim chúng ta chưa có rung động, đầu óc lý trí chúng ta cũng chưa chọn được một ai, thì chúng ta có thể có quyền đưa cái biểu tượng mặt cười lên. Bây giờ sau 5 giây các bạn cùng đồng loạt đưa cái biểu tượng mình lên nhé. Bây giờ thì chị Tường mời các bạn cùng nhắm mắt lại, suy nghĩ thật kỹ, lắng động lại 5 giây. Năm, em thích một người chững chạc nè, có công việc ổn định, cao hơn em như là tầm khoảng 1m7 trở lên đó chị, 1m68 cũng được. Em không thích một người mà mình phụ nữ mà nói quá nhiều đi. Em thì thích bạn nữ gọi là cũng biết nội trợ một chút. Mỗi bạn trai lý tưởng của em á, để tiến tới hôn nhân á thì em muốn là một người trưởng thành. Rồi em không thích là ra đường mà nó hơi xề xòa á chị. Tính của em rất là dễ, gia đình em cũng vậy, không có đòi hỏi gì hết á chị. Em thì chủ yếu là bạn nữ phải biết quan tâm và chia sẻ. Đối với em là sắc đẹp nó không quan trọng, quan trọng là cái tính tình đó chị ạ. 4 3 2 và 1. Khoảnh khắc quyết định, xin mời. Đưa cái chữ gì vậy? Em ghi gì vậy? Dạ đây cái tim màu đỏ á chị, tại em không có đồ. Trước tiên cho một tràng pháo tay chúc mừng cho một cặp đôi ngày hôm nay ở ô cửa màu xanh. Thế thì bây giờ hai bạn xanh, từ từ tôi nói sao. Bây giờ tôi hỏi trước nè, Cảnh ơi, tại sao mà em không có chọn ai hết trơn dạ? Em thấy hai bạn chia sẻ thì em có ấn tượng bạn nam mà cái lúc phút cuối thì em thấy là tim em nó không có dấu hiệu gì hết trơn á chị. Nam ơi, rồi mình hôm nay mình chưa có kết đôi được với ai hết thì mình có buồn không? Do duyên số thôi chị ạ. Ôi, hy vọng là các bạn sẽ gặp may mắn ở lần sau. Biết đâu một thời gian không xa tình yêu sẽ mỉm cười với hai bạn nhé. Thế bây giờ thì chúng ta cùng chúc mừng cho cái cặp đôi mà hôm nay đã có cặp trái tim xanh lè nhé. Thầy anh Vũ ơi, cảm xúc hiện tại như thế nào anh Vũ? Dạ, thì cảm xúc hiện tại là em cũng thế mới là thấy vui chứ các chị. Hy vọng là sẽ nói chuyện được tình cảm đi xa hơn nha. Giờ Vũ hứa hẹn một cái gì đó để chị Tường làm bằng chứng nè. Hai bạn, bạn Cảnh với bạn Nam làm bằng chứng cho tình yêu của mình luôn nè. Đó, bây giờ em hứa cái gì với bạn Hồng? Em hy vọng là em hứa với bạn Hồng là cảm ơn vì cái quyết định là đã chọn anh, thì cố gắng chứng minh là cái sự lựa chọn đó là không phải là sai lầm. Em sẽ không phải hối tiếc vì đã tin tưởng anh, không phải hối tiếc vì đã tin tưởng anh. Dẫu con nói bao điều, giác trong em bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Hết dịch là kiếm liền nha. Dạ, hết dịch em sẽ gặp mặt với lại hẹn hò với bạn Hồng. Cảm ơn chương trình và cảm ơn anh Vũ đã cho em cái cơ hội để tìm hiểu. Cũng mong là một ngày hết dịch sớm thì mình có thể gặp nhau, nói chuyện trực tiếp với nhau, tìm hiểu nhau nhiều hơn. Chị Tường xin chúc mừng cho hai bạn đã trở thành được một cặp nha. Dù hai bạn là đến từ hai nơi khác nhau nhưng mà đã đồng ý về một hướng cùng nhau. Đó chính là thông điệp mà nhãn hàng John đã gửi gắm qua chương trình. Và để chúc mừng sự hai thành một của các bạn, nhãn hàng bột giặt Joy hân hạnh tặng cho mỗi bạn 1 năm sử dụng bột giặt Joy miễn phí. Bột giặt Joy 2-1, giặt và xả trong một, sử dụng miễn phí 1 năm luôn nha. Và đặc biệt nếu như mà sau này hai bạn
bạn có tin vui, hai bạn mà tiến tới hôn nhân, thì nhãn hàng Một Giặt Choi 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong một, sẽ tặng cho các bạn 2 + 1 = 3, 3 năm sử dụng bột giặt Choi miễn phí. Đó, lấy nhau cái là bột giặt trong nhà 3 năm không có cần mua luôn nha. Cặp đôi mà không có hẹn hò hôm nay nè, không thành công ngày hôm nay, thì nhãn hàng Choi cũng tặng cho mỗi bạn 1 năm sử dụng bột giặt Choi miễn phí luôn. Một lần nữa Cát Tường xin chân thành cảm ơn nhãn hàng bột giặt Choi 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong một, đã tài trợ chính cho chương trình. Và quý vị khán giả ơi, nhớ đón xem chương trình Ghép Đôi Thần Tốc nha. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất quen thuộc của chương trình Ghép Đôi Thần Tốc, 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 22:45 chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Chúng ta hãy cài đặt ứng dụng Netlove để được theo dõi chương trình một cách sớm nhất quý vị nhé. Và bây giờ thì Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị.